Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Kênh mình mới làm thêm một số video review truyện tranh để phát triển kênh rất mong mọi người ủng hộ nha. Đây là video truyện audio Siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 2075 đến 2079. Tập 2075. Đến hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt đã rõ ràng, tâm hồn thánh nữ mới vừa nguyệt lộc diệt thiên thuật, lại là một loại lấy mạng đổi mạng thuật pháp, là đem thân xác cùng thần hồn hoàn toàn hiến tế đáng sợ pháp môn. Tâm hồn thánh nữ rất rõ ràng, coi như nàng vận dụng nguyệt lộc diệt thiên thuật cũng không khả năng cho huyền cơ nguyệt tạo thành bao lớn thương thế như nàng sở dĩ như vậy đoạn tuyệt liên thân hồn cũng bỏ qua không để ý hết thảy thi triển nguyệt lộc diệt thiên thuật mục đích nhưng chính là vì để cho mình hoàn toàn mất đi cũng chỉ có như vậy mới có thể chặn huyền cơ nguyệt bắt tầm hồn thánh nữ thần hồn tìm được nàng muốn tin tức có thể chính là bởi vì ý thức được một điểm này huyền cơ nguyệt mới vô cùng tức giận tâm hồn thánh nữ liều mạng thần hồn mất đi vậy phải bảo vệ đồ tất nhiên là mười phần trọng yếu Huyền Cơ Nguyệt trong lòng cảm nhận được một chút nguy cơ, ngương mắt nhìn Huyền Thiên Kiếm mộ phần cổng vào, một khắc sau thân hình chớp mắt, xuất hiện ở lối vào. Huyền Cơ Nguyệt không thể dễ dàng tha thứ bất kỳ có thể cho mình mang đến tồn tại nguy hiểm, cho dù tâm hồn thánh nữ thần hồn mất đi, nàng không cách nào từ trên người đối phương lấy được được tin tức muốn biết, vậy nàng liền tự mình bước vào Huyền Thiên Kiếm mộ phần, đi tìm được mình muốn muốn câu trả lời. Ai đều không thể ngăn cản. Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt lạnh lùng nói, đưa tay hướng Huyền Thiên Kiếm mộ phần tìm kiếm. Nhưng đột nhiên sắc mặt kịch biến, nhìn về phía thượng giới chỗ ở phương hướng. Giờ phút này, thượng giới lại truyền tới từng trận kinh thiên động địa vang lớn, phảng phất có vô số viễn cổ cự thần ở lớn tứ phá hoại, hủy diệt thượng giới hết thảy. Thượng giới trải qua một tràng đáng sợ biến đổi lớn, thậm chí một chút không cẩn thận, sẽ làm cho cả thượng giới cũng rơi xuống. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng lạnh lùng, không cam lòng nhìn một cái huyền thiên kiếm mộ phần cổng vào, một khắc sau nhưng là xoay người rời đi, thượng giới là nàng trọng yếu nhất căn cơ sở tại, tuyệt đối không thể phát sinh bất ngờ thiên ẩn thiên giết các ngươi hai cái cho ta đem nơi này nhìn chăm chú chết người bất kỳ dám xuất hiện tất cả đều giết chết không bị tội huyền cơ nguyệt thân hình bước vào hư không cái hở biến mất trước một giây thanh âm truyền ra ngay sau đó hai đạo hư ảo bóng người ở huyền thiên kiếm mộ phần lối vào lắc lư một tí cẩn tuân pháp chỉ hai đạo khàn khàn âm trầm thanh âm truyền tới cái này hư ảo bóng người nhưng là lại lần nữa biến mất hoàn toàn không gặp bóng dáng đây là huyền cơ nguyệt thủ hạ hai đại cường giả thiên ẩn và thiên giết còn có ngoài ra hai người theo thứ tự là thiên tuyệt và thiên diệt ẩn giết tuyệt diệt đây là huyền cơ nguyệt thủ hạ máy sát hại bọn họ đối với huyền cơ nguyệt hết thảy mệnh lệnh cũng nói gì nghe nấy cho tới bây giờ không hỏi nguyên do chỉ có giết hại huyền cơ nguyệt chạy về thượng giới an bài thiên ẩn cùng thiên giết chấn thủ huyền thiên kiếm mộ phần mà giờ khác này ở huyền thiên kiếm mộ phần bên trong một nơi phế thạch gầy trơ xương hoang vu trên vùng đất từng cây một khô bại cỏ dại sinh lớn ở chỗ này mà một đạo thân ảnh thì nằm trên đất Thân ảnh này không biết ở chỗ này nằm bao lâu, từ đầu đến cuối một hơi một tí, đột nhiên, hắn chợt mở hai mắt ra, ác liệt sắc bén nhìn vòng quanh bốn phương. Đây là đâu? Diệp Thần tràn đầy cảnh giác đứng lên, nhìn bốn phía, chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, không khỏi nắm chặt trong tay sát kiếm. Giờ khác này, hôn mê chỉ nhớ lúc trước hiện lên, Diệp Thần ánh mắt dần dần hiện lên lau một cái bi ý, hắn biết mình thân ở phương nào. Nguyệt hồn tiền bối, tìm hồn tiền bối. Diệp Thần rõ ràng huyền cơ nguyệt hạ xuống nguyệt hồn ma nữ cùng tầm hồn thánh nữ cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ giờ phút này đối với huyền cơ nguyệt hận ý không khỏi hơn nữa đậm đà cùng lúc đó diệp thần vậy vọng hướng bốn phía phát hiện trừ mình thân ở chỗ này hoang vu chỗ những địa phương khác đều là máu vậy màu đỏ thấm đất đai ở đất đai này bên trên cắm từng cây một không có vào mặt đất cự kiếm những thứ này cự kiếm tất cả đều nhuộm máu tươi phía trên máu tươi đỏ tươi vô cùng tựa như vừa mới chảy ra vậy hàm chứa làm người ta rung động đáng sợ uy áp cùng cổ xưa hơi thở cự kiếm kiếm uy ngút trời chấn nhiếp bốn phương mà ở đất đai bên trên còn tới chỗ tán lạc bể tan tành đế khí thậm chí là thủy nguyên khí cái này cùng phẩm giai cấp thần binh giờ phút này lại tất cả đều bể tan tành có thể tưởng tượng được chủ nhân của bọn họ chỉ sợ cũng đã chết chỉ là muốn làm được một điểm này cần muốn như thế nào lực lượng vậy sợ rằng là hủy thiên diệt địa vậy cao nhất tồn tại mới có thể làm được mà nơi này đế khí cùng thủy nguyên khí như vậy nhiều ban đầu bùng nổ chiến tranh lại đem có đáng sợ dường nào như vậy hình ảnh, Diệp Thần suy nghĩ một chút đều cảm thấy vô cùng rung động, nhìn cái này mênh mông mặt đất, trong lòng kinh hãi, thảo nào Huyền Thiên kiếm mộ phần được gọi là vực ngoại 10 cấm địa lớn, đúng là hàm chứa đại khủng bố. Giờ phút này, Diệp Thần muốn rời khỏi Huyền Thiên kiếm mộ phần, nhưng cũng không biết như thế nào rời đi, thậm chí liền lối ra cũng không biết ở nơi nào, hắn chỉ có thể ở cái này phiến làm người ta rung động trên vùng đất đi. Giờ khắc này, Diệp Thần đột nhiên phát hiện, phương thiên địa này tới giữa lại có vô số kiếm ý chấn động, kiếm ý này hàm chứa vô tận uy áp thậm chí có thể hủy diệt hết thảy trong chốc lát ở giữa đất trời này tràn đầy vô tận kiếm ý uy áp bao phủ rét lạnh bén khí lạnh lại tất cả đều hướng diệp thần nghiền ép tới ừ hết thảy các thứ này đều tới quá mức đột nhiên diệp thần không có phòng bị giờ phút này gặp kiếm uy xâm nhập trong chốc lát lại bị nội thương rên lên một tiếng khóe miệng tràn ra một chút máu tươi ở diệp thần trên thân hình từng đạo vết thương hiện lên đoạn mặt bóng loáng như gương bén kiếm ý ở vết thương bên trong tàn phá. Dù là Diệp Thần đáng sợ sinh mệnh lực, như cũ để cho thương thế căn bản không cách nào khép lại. Cái này vô tận kiếm ý, khoáng đạt uy áp quá mức đáng sợ, long trời lở đất, căn bản không phải Diệp Thần có thể chống đỡ. Ở đáng sợ như vậy dưới sự uy áp, Diệp Thần thương thế càng phát ra nghiêm trọng, từng tia máu tươi chảy như dòng nước ra, đều phải đem hắn nhuộm thành một tôn người máu. Giờ khắc này, Diệp Thần chỉ cảm thấy vô tận hắc ám tấn công tới, dường như muốn đem hắn kéo nhập trong đó, hoàn toàn chìm ngập. Làm sao có thể, ta làm sao có thể chết ở chỗ này? Diệp thần ánh mắt cuồng nộ, hắn mới vừa đặt chân cái này huyền thiên kiếm mộ phần, lại cái gì cũng không có làm, liền phải bị cái này mất đi hết thảy uy áp, bị chém chết nơi này. Ngay tại lúc này, Diệp thần nhưng là nghe được huyền hàn ngọc thanh âm. Diệp thần, đi về phía trước, thấy tòa kia kiếm tháp không có, chỉ có nơi đó mới không có kiếm ý uy áp, chỉ có đi tới chỗ nào, ngươi mới có thể còn sống. Nghe nói như vậy, Diệp Thần đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhưng gặp một tòa do vô số cự kiếm tạo thành khoáng đạt kiếm tháp, thẳng vào Vân Tiêu, dường như muốn đem bầu trời cũng thọt mặc vậy, kiếm này tháp cắm thẳng vào trời cao, để cho nhân tâm sinh rung động. Diệp Thần ánh mắt chớp động, biết Huyền Hàn Ngọc tuyệt đối sẽ không lừa dối mình, chỉ có đi tới kiếm tháp dưới, mình mới có thể lấy được được một đường sinh cơ. Ngay sau đó, Diệp Thần chỉ vào mất đi hết thảy đáng sợ kiếm ý uy áp, ở nơi này tràn ngập thiên địa rét lạnh mũi nhọn chém dưới, từng bước từng bước hướng kiếm tháp đi kiếm tháp khoảng cách diệp thần không tính là bao xa nhưng vào thời khắc này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt diệp thần cả người bể tan tành máu tươi giàn ruộng nhưng như cũ kiên trì không ngừng bước quật cường cứng rắn chịu đựng sống lưng ở nơi này từng cây một cự kiếm hạ tựa như con kiến hôi thân thể nhưng giống như là một tôn không ngã cự nhân không ngừng bước đi tới trước mà vào lúc này diệp thần như là hồn nhiên không biết ở cách đó không xa bị hắn coi vì sanh tồn hy vọng kiếm tháp bên trên nhưng đứng hai ông cụ cái này hai tôn lão người thân hình cao lớn, ăn mặc bền bỉ phơi bày màu vàng sẫm khôi giáp, cả người khí thế thâm trầm tựa như biển. Mơ hồ tới giữa phảng phất có thế giới vô tận ở bọn họ quanh thân sinh diệt, nổ tung, khí thế bàng bạc tới cực điểm. Hai ông cụ thấy Diệp Thần đang hướng kiếm tháp cất bước đi tới, nhưng cũng có chút kinh ngạc, cái này Huyền Thiên kiếm mộ phần trừ người phụ nữ kia ngoài ra, đã có vô số năm tháng không có ai bước vào. Hai ông cụ là Huyền Thiên kiếm mộ phần trấn kiếm nhị lão, từ thời đại vĩnh cổ liền trấn thủ ở chỗ này, vĩnh viễn bảo vệ Huyền Thiên kiếm mộ phần, bọn họ đã quá lâu quá lâu không thấy người sống đặt chân nơi đây hai vị trưởng lão tướng mạo rất là tương tự duy chỉ có con ngươi màu sắc có khác biệt một vị màu đỏ con ngươi một vị màu tím con ngươi bọn họ tự xưng hồng tôn tử tôn giờ phút này tử tôn nhìn diệp thần như là ánh mắt híp lại một khắc sau có chút không thể tin há to miệng cái này tiểu tử này thực lực tại sao là thánh tổ cảnh thánh tổ cảnh nghe nói như vậy hồng tôn cũng là hơi biến sắc mặt hắn chiêu cố kinh ngạc diệp thần lại sẽ đặt chân nơi này nhưng là chưa từng điều tra diệp thần cảnh giới giờ phút này đạt được tử tôn nhắc nhở hồng tôn điều tra một phen như là sắc mặt cổ quái ha ha nguyên bản còn cho là có người bước vào có thể để cho chúng ta xem nhiều một hồi không nghĩ tới như là cái thánh tổ cảnh đứa nhỏ hồng tôn nhìn về phía tử tôn như là lộ ra nghìn ngẫm nụ cười như thế nào và thường ngày đánh cuộc một lần à, tử tôn nghe vậy vậy hứng thú bọn họ một mực chấn canh giữ ở chỗ này không có bất kỳ vui thú, duy nhất yêu tốt chỉ sợ sẽ là làm chuyện như vậy. Đánh cuộc như thế nào? Liền đánh cuộc thằng nhóc này có thể đi mấy bước, mới sẽ bị kiếm ý uy nghiêm nghiền ép nổ tung, biến thành huyết vụ đầy trời. Ta đánh cuộc ba bước. Tử tôn không chút do dự nói, hắn híp mắt nhìn Diệp Thần, khẽ lắc đầu một cái, như vậy cảnh giới, có thể ở chỗ này đi ba bước, đã là không tệ. Ngươi còn thật coi trọng hắn. Nghe được tử tôn mà nói, hồng tôn như là ha ha cười một tiếng, sau đó nhìn chằm chằm diệp thần nói không quá ta càng coi trọng cái thằng nhóc này có thể bước vào nơi này đã đại biểu bất phàm của hắn ta đánh cuộc hắn có thể đi bốn bước kém một bước nhưng là kém ngàn dặm tử tôn cùng hồng tôn dùng cái con số tới đánh cuộc với nhau có thể diệp thần và kiếm tháp tới giữa khoảng cách lại có tối thiểu ngàn bước rất hiển nhiên ở nơi này huyền thiên kiếm mộ phần bên trong kiếm ý uy áp quá mức đáng sợ mỗi một bước đều cần trả một cái giá thật là lớn diệp thần thánh tổ cảnh thực lực có thể đặt chân nơi này đã là kỳ tích có thể đi ra bốn bước, ở Hồng Tôn xem ra, đều là một kiện rất cực hạn sự việc. Diệp Thần cũng không biết Hồng Tôn cùng Tử Tôn tồn tại, hiển nhiên vậy không được rõ giữa bọn họ tiền đặt cuộc, nếu không nhất định sẽ bị khí cười, cái này hai người cũng quá xem thường hắn Diệp Thần. Giờ khắc này, Diệp Thần nhìn chằm chằm mất đi hết thảy kiếm ý uy áp, đáng sợ rét lạnh mũi nhọn, như là một bước lại một bước, cả người đẫm máu không ngừng tiến về trước. Bước chân mặc dù chậm chạp, nhưng trầm ổn đặc biệt, kiên định không rời, Diệp Thần có vũ tổ đạo tâm chống đỡ nhìn như rất lâu, thực thì không bao lâu, cũng đã đi ra bốn bước. Bốn bước, cũng phải đến cực hạn. Tử tôn đánh cuộc thua, rất là khó chịu hừ một tiếng, tiếp theo mở miệng nói. Chỉ là nghe được hắn mà nói, hồng tôn nhưng không có trả lời, ngược lại chăm chú nhìn diệp thần, trong mắt có ánh sáng chớp động. Lại đợi một chút, ta cảm thấy thằng nhóc này, sợ rằng còn có thể đi lại mấy bước. Nghe vậy, tử tôn không khỏi kinh ngạc, hắn cùng hồng tôn làm bạn vô số năm tháng, Rõ ràng nhất Hồng Tôn ánh mắt tàn nhẫn, hắn lại như vậy coi trọng thằng nhóc này, có thể thằng nhóc này thật có thể làm được sao? Giờ phút này, Hồng Tôn cùng Tử Tôn ngắm nhìn Diệp Thần, bọn họ híp mắt, muốn xem xem Diệp Thần rốt cuộc có thể đi ra nhiều ít bước. 10 bước, 10 bước là cực hạn. Làm Diệp Thần bước ra thứ 9 bước thời điểm, Tử Tôn lắc đầu một cái, một mặt nghiêm nghị nói. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Thần xuất hiện, Hồng Tôn hai người bất quá là đem Diệp Thần làm lúc nhàm chán khác tiêu khiển mà thôi, chỉ là hiện tại Diệp Thần biểu hiện cũng đã để cho bọn họ nhìn thẳng Diệp Thần, thậm chí ở mong đợi, muốn xem xem Diệp Thần rốt cuộc có thể đi bao xa. Mà nghe được Từ Tôn mà nói, Hồng Tôn khẽ vút cằm, hắn nhìn cả người đẫm máu, bước chân nặng nề, giống như đầu vai đè ép chư thiên vạn giới giống vậy Diệp Thần, cũng cảm thấy được Diệp Thần muốn đến cực hạn. Chỉ là làm Diệp Thần chật vật bước ra thứ 10 bước sau đó, hắn lại không có ngã xuống, càng không có bị đáng sợ kiếm ý uy áp chém chết, ngược lại lại lần nữa nhấc chân. Thứ nhất 10 bước, thứ 12 bước thứ 13 bước. Tử Tôn cùng Hồng Tôn trầm mặc, bọn họ hai mắt nhìn nhau một cái, nhìn Diệp Thần kiên định từng bước một về phía trước tiến về phía trước, bọn họ lần đầu tiên phát hiện, lại có một cái thánh tổ cảnh tiểu tử hoàn toàn ra bọn họ ý liệu, thậm chí để cho bọn họ không đoán ra, đây quả thực là tuyệt không khả năng sự việc. Kiên trì, ta phải còn sống, kiên trì. Diệp Thần nắm chặt quả đấm, một bước lại một bước không ngừng tiến về trước, giờ phút này hắn đã bước ra trăm bước mà kiếm tháp trên hồng tôn hai người cũng đã hoàn toàn không nói bọn họ chỉ là nhìn như vậy diệp thần từng bước một hướng kiếm tháp đến gần cuối cùng diệp thần bằng vào cường đại sinh mệnh lực cùng ý chí lại thật đi tới kiếm tháp dưới một bước cuối cùng diệp thần bước ra một bước cuối cùng thành công tiến vào kiếm tháp phạm vi bảo phủ bên trong trong nháy mắt tràn ngập phương thiên địa này rét lạnh mũi nhọn kiếm ý uy áp đều biến mất hết không gặp diệp thần tê liệt ngã ở kiếm tháp dưới đất đai bên trên hắn máu tươi ngay tức thì đem đất đai thấm ướt thành một phiến đỏ thầm. diệp thần miệng to thở hào hển cảm thụ không dễ có sức sống chỉ thiếu chút nữa hắn liền phải bỏ mạng ở kiếm ý này dưới sự uy áp khá tốt hắn kiên trì được hô diệp thần khạc to khí tu dưỡng hồi lâu mới cảm thấy thương thế khôi phục một ít mới vừa mở mắt ra nhưng đột nhiên giật mình hai đạo người mặc màu vàng sậm khôi giáp bóng người liền đứng ở trước người trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống mình các ngươi là ai diệp thần sắc mặt đại biến khi thế bùng nổ không để ý thương thế đột nhiên từ dưới đất đứng lên sát kiếm nơi tay diệp thần lạnh lùng nhìn cái này hai cái quỷ dị lão ra xuất hiện ở diệp thần người trước mặt chính là mới vừa ở kiếm tháp trên hồng tôn cùng tử tôn giờ phút này bọn họ ánh mắt vô cùng phức tạp dẫu sao liền liền hồng tôn hai người vậy không nghĩ tới diệp thần lại thật có thể đặt chân kiếm tháp bọn họ chỉ bất quá cho rằng diệp thần có thể bước ra mấy bước mà diệp thần nhưng bước ra ngàn bước cái này gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt khoảng cách diệp thần lại bằng vào vũ tổ đạo tâm lại thật vượt qua để cho mình được còn sống sót ha ha thằng nhóc ngươi không cần biết chúng ta là ai giờ phút này hồng tôn nhìn diệp thần rừng rưng một tiếng mà bên kia tử tôn nhưng sắc mặt lạnh lùng chợt mở miệng quát hỏi nói phải nói mình là ai hẳn là ngươi thằng nhóc ngươi là người nào lại dám đặt chân nơi này ngươi muốn làm cái gì tập 2076 nghìn tử tôn quát hỏi trên mình vực sâu vậy cuồn cuộn hơi thở hiện lên để cho diệp thần con ngươi đông lại một cái đối phương thực lực rất đáng sợ vượt xa thủy nguyên cảnh mình bây giờ tất nhiên không cách nào ngăn cản đối mặt tử tôn hai người diệp thần rất rõ ràng thời khắc này mình không có nơi lựa chọn đối phương muốn xóa bỏ mình hôm nay chuyện mình trạng thái nhưng thì không cách nào ngăn cản tất nhiên sẽ bị bọn họ hai cái chém chết chết hai vị tiền bối vãn bối tên là diệp thần đến chỗ này tới là vì tìm nguyệt hồn ma nữ tiền bối chân thân nghe được diệp thần lời này hồng tôn và tử tôn như là sừng sốt một tí ánh mắt vô cùng kinh ngạc bọn họ nghĩ đến rất nhiều diệp thần đặt chân nơi này có thể nhưng duy chỉ có không nghĩ tới một điểm này thấy hồng tôn hai người diễn cảm diệp thần có chút bất ngờ cái này hai người tựa hồ biết nguyệt hồn ma nữ không khỏi mở miệng truy hỏi nói hai vị tiền bối nếu như biết nguyệt hồn ma nữ chân thân tung tích xin cho biết vãn bối này cùng ân tình vãn bối định đem không bao giờ quên hồi báo hai vị hồi báo nghe nói như vậy Hồng Tôn nụ cười nghiền ngẫm lắc đầu một cái, ngươi cái này thấp kém cảnh giới, lấy cái gì hồi báo chúng ta. Hồng Tôn cùng Tử Tôn cũng không có cho biết Diệp Thần Nguyệt hồn ma nữ tung tích, cái này làm cho Diệp Thần có chút thất vọng, đang muốn đang nói cái gì. Phương thiên địa này tới giữa nhưng xuất hiện nghiền nát chư thiên đáng sợ chập chờn, từng đạo diệt thế vậy chói mắt hàn mang từ trong hư không bắn ra hiện ra. Đây là Thấy một màn này, Diệp Thần không khỏi mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Mà ở Diệp Thần trước người, hồng tôn cùng tử tôn vậy hơi biến sắc mặt hai người hai mắt nhìn nhau một cái trong mắt có thương tiếc thằng nhóc ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi huyền thiên kiếm mộ phần khảo nghiệm tới ngươi không thể có thể sống được tử tôn lúc này nói thẳng không kiên kỵ khảo nghiệm nghe nói như vậy diệt thần mắt lộ ra không rõ ràng tử tôn nói mình không thể có thể sống được cái này khảo nghiệm sợ rằng cực kỳ đáng sợ huyền thiên kiếm mộ phần có quy định bất luận người bất kỳ bước vào đều phải trải qua tầng ba kiếm kiếp cái này tầng 3 kiếm kiếp đối với thủy nguyên cảnh mà nói cũng là chí mạng, nhiều năm qua như vậy, có vô số người bỏ mạng ở nơi này, ngươi bất quá thánh tổ cảnh, đối mặt cái này tầng 3 kiếm kiếp, cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồng Tôn nhìn Diệp Thần, khẽ lắc đầu nói: "Thằng nhóc, ngươi có thể ngăn cản kiếm ý uy áp, đi tới nơi này kiếm tháp dưới, đã chứng minh ngươi là cái tuyệt thế thiên kiêu, chỉ là rất đáng tiếc, ngươi không nên đặt chân cái này huyền thiên kiếm mộ phần à." Ở chỗ này, kiếm ý uy áp bất quá là đơn giản nhất tồn tại chân chính nguy hiểm là cái này tầng ba kiếm kiếp hồng tôn dứt lời im lặng thở dài một khắc sau cùng tử tôn cùng tiêu tán không gặp tầng ba kiếm kiếp hồng tôn hai người biến mất diệp thần sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía trên bầu trời có thể thấy từng chui khí lạnh uy nghiêm sắc bén chấn thế đáng sợ trường kiếm vô căn cứ hiện lên vô tận kiếm uy cuộn sạch xuống để cho người sống lưng lạnh cả người mỗi một thanh trường kiếm bên trên đều đang có một viên sát ý nghiêm nghị phù văn phù văn phảng phất là vực sâu nhìn chăm chú phải đem người tâm thần ý niệm kéo nhập trong đó, cực kỳ đáng sợ vậy quỷ dị. Cái này từng chui trường kiếm, ở trên bầu trời không ngừng hội tụ, chúng càng ngày càng nhiều, tựa hồ là đang tích góp lực lượng. Đến khi lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, liền sẽ giống như núi lửa phun ra vậy, thốt nhiên bùng nổ, để cho kiếm kiếp dưới hết thảy cũng mất đi tiêu trừ, không còn tồn tại. Giờ phút này, đối mặt với sắc khí nghiêm nghị kiếm kiếp, Diệp Thần sắc mặt hơi chăm chú, nhưng là không có sợ hãi chút nào. Diệp Thần sẽ không bởi vì Hồng Tôn hai người lời nói mà cảm thấy tuyệt vọng, nhận vì mình ở tầng 3 kiếm kiếp dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn có vô địch tín niệm, đừng nói là tầng 3 kiếm kiếp, chính là 30.000 nặng, Diệp Thần cũng dám cùng hợp lại rốt cuộc. Kiếm kiếp đáng sợ, Diệp Thần chiến ý ngược lại càng phát ra cùng bạo, trong cơ thể hắn tiên máu sôi trào, ánh mắt cùng nhiệt. Thời khắc này hắn khát vọng chiến đấu, muốn vượt qua kiếm kiếp, chứng minh mình, vậy đánh mặt Hồng Tôn hai người. Vào giờ phút này, trên bầu trời phù văn trường kiếm đã ngưng tụ đến hơn 10 ngàn chuôi, giờ phút này như cũ còn đang ngưng tụ. Diệp Thần ánh mắt càng thêm ngưng trọng, hắn đã ý thức được, tùy ý kiếm kiếp như vậy tích góp lực lượng, hắn cuối cùng tất nhiên là không đỡ được. Giờ phút này, Diệp Thần ngang nhiên đứng dậy, tay cầm sát kiếm, lại chủ động xông về trên bầu trời cuồn cuộn kiếm kiếp, hủy diệt mộ đạo bùng nổ, hủy diệt đạo ấn hội tụ, kiếm mang chảm phá thiên địa. Oanh! Giờ khắc này, kiếm kiếp tựa hồ bị Diệp Thần chọc giận, một khắc sau từng đạo phù văn trường kiếm đột nhiên nổ bắn ra ra. Xuy xuy xuy. Hủy diệt lực hạ, Diệp Thần cùng trường kiếm điên cuồng va chạm, trường kiếm một chui tiếp theo một chui bể tan tành, nhưng Diệp Thần sắc mặt như là biến ảo không chừng. Vì vậy ở mỗi một lần va chạm hạ, mặc dù phù văn trường kiếm cũng sẽ ẩm ẩm bể tan tành, nhưng đáng sợ mũi nhọn cùng kiếm uy cũng sẽ để cho Diệp Thần thân thể run lên, còn chân chính nguy hiểm ở chỗ trên trường kiếm phù văn. Phù văn mỗi một lần run run, diệp thần thần hồn cũng sẽ cảm thấy kim gai đau đớn giống vậy giờ khác này diệp thần coi như là rõ ràng liền phù văn tác dụng lại là đối với thần hồn phát động công kích đây là muốn kiếm chém thân xác phù văn chém hồn cái này kiếm kết quả nhiên tàn nhẫn diệp thần sắc mặt lạnh lùng đối mặt từng chui cùng bạo đánh tới phù văn trường kiếm giống như thế không thể đỡ một đạo như lôi đỉnh lại dễ như bỡn vậy đánh vỡ từng đạo phù văn trường kiếm trực tiếp đụng vào còn đang không ngừng thanh nghén trường kiếm kiếm kiếp bên trong oanh kiếm kiếp vào giờ khác này hoàn toàn tức giận thanh én phù văn trường kiếm bị diệp thần cắt đứt giờ phút này trên bầu trời tất cả phù văn trường kiếm rồi rít chém về phía diệp thần hơn mười ngàn thanh trường kiếm hơn mười ngàn cái phù văn giờ phút này toàn bộ bùng nổ diệp thần cảm thấy thần hồn đau nhức dường như muốn bị biến dạng vậy phá cho ta bể diệp thần nổi giận gầm lên một tiếng thần hồn lực cùng hủy diệt lực đồng thời hối vào trong tay sát kiếm hai loại lực lượng hòa vào nhau để cho sát kiếm toát ra khí thôn sơn hà vậy thở mạnh hàn mang Phệ hồn đạo ấn, hủy diệt đạo ấn, gia trì nơi này, diệt hồn lục tâm kiếm. Diệp Thần một kiếm chém ra, kiếm mang quang diệu chư thiên, cùng hơn 10 ngàn chuôi phù văn trường kiếm điên cuồng đụng vào nhau. Giờ khác này, hơn 10 ngàn chuôi phù văn trường kiếm hóa thành nước lũ, một chui tiếp theo một chui không ngừng tiêu hao kiếm mang, chỉ gặp trường kiếm nước lũ càng ngày càng thiếu, mà kiếm mang vậy càng phát ra yếu ớt. Ầm, kiếm mang đột nhiên bể tan tành, Diệp Thần chợt phun ra một ngụm máu tươi. Giờ khắc này trường kiếm nước lũ nhưng bén không thể đỡ hướng Diệp Thần đánh xuống, giống như vạn mã bôn đằng vậy, muốn hoàn toàn phá hủy Diệp Thần. Thấy một màn này, Diệp Thần trong mắt lóe lên vẻ sắt ý, đột nhiên lấy ra tới Hàn U Minh Thương, hoặc giả là bởi vì kiếm mộ phần nguyên nhân, tới Hàn U Minh Thương năng lượng đã hội tụ xong, hắn nắm chặt trong tay trường thương, Diệp Thần không chút do so dự phóng thích trong đó tích góp năng lượng. Tới Hàn U Minh quang, phá cho ta giết. Diệp Thần nhìn trường kiếm nước lũ giận dữ giống to tới hàn u minh quang đột nhiên bạo giết ra dọc đường hết thảy cũng ầm ầm bể tan tành hư không sụp đổ mất đi thời gian cùng hư không đều phải bị đông tới hàn u minh quang cùng trường kiếm nước lũ ngay tức thì đụng nhau trường kiếm nước lũ giờ khác này cũng bị đông cứng phàn phụ thượng dày đặc khí lạnh ngay sau đó hóa thành vô tận cục băng bể rơi vào giờ phút này tới hàn u minh quang cùng trường kiếm nước lũ không ngừng tiêu hao diệp thần ánh mắt lạnh lùng nhìn một màn này nhưng gặp tới hàn u minh quang càng phát ra ảm đạm ngay sau đó tư tán ở giữa trời đất mà giờ khắc này trường kiếm nước lũ mặc dù chỉ còn lại trên trăm chuôi phù văn trường kiếm vẫn như cũ kiên nhẫn không bỏ hướng diệp thần nghiền ép tới tầng ba kiếm kiếp cũng không quá như vậy cũng muốn giết ta diệp thần cười nhạt liền liền chiến ý cuồng bạo lại không tránh không tránh chủ động sách sát kiếm bạo giết hướng trường kiếm nước lũ oanh lần đụng chạm này chỉ còn lại trên trăm chuôi phù văn trường kiếm trường kiếm nước lũ hoàn toàn bể tan tành vô tận sắc bén khí lạnh bắn về phía bốn phương mà diệp thần thân thể nhưng cũng đổ bay ra ầm Diệp Thần đập xuống ở kiếm tháp bên trên, tiếp theo từ kiếm tháp trên trượt rơi xuống đất, khóe miệng trào máu, trong mắt như là vô tận chiến ý. Tầng thứ nhất kiếm kiếp, thành công vượt qua. Diệp Thần khóe miệng miệng nhất một cái lạnh lùng độ cong. Cùng lúc đó, ở kiếm tháp bên trên, Hồng Tôn cùng Tử Tôn khiếp sợ nhìn một màn này, như là hoàn toàn không ngờ rằng, Diệp Thần lại thật có thể vượt qua kiếm kiếp, dù là chỉ là tầng thứ nhất, cũng không khả năng là Diệp Thần có thể ngăn cản. Cái thằng nhóc này, quá mức phi phàm chứ. Hồng Tôn cảm thấy có chút rung động, mình lại sẽ bị một cái thánh tổ cảnh tiểu tử Boch Boch đánh mặt. Tầng thứ nhất kiếm kiếp hắn có thể vượt qua, nhưng vậy bị thương, tầng thứ hai hắn lại nên làm cái gì? Từ tôn giờ phút này ánh mắt im lặng lắc đầu một cái, thằng nhóc này là không đơn giản, nhưng tầng ba kiếm kiếp, một tầng nhất tầng thiên, mỗi một tầng tới giữa trên lịch giống như rãnh trời, tầng thứ hai kiếm kiếp rơi xuống lúc đó, chính là thằng nhóc này chết lúc. Nghe nói như vậy, Hồng Tôn nhưng là không có lời nói chỉ là nhìn diệp thần ánh mắt hơi có vẻ thương tiếc hiển nhiên cũng đồng ý từ tôn lời nói kiếm tháp hạ diệp thần trong cơ thể hơi thở rối loạn linh khí bạo động hắn đang toàn lực đem hết thảy các thứ này bình phục lại mà trên bầu trời như là có cuồn cuộn kiếm uy cùng sắc bén dùng mình lại lần nữa hội tụ từng chui phù văn trường kiếm lại lần nữa ngưng tụ chỉ là lần này những phù văn này trên trường kiếm lại chảy xuôi máu tươi đỏ thắm những huyết dịch này tựa như mới vừa nhỏ giọt xuống đỏ tươi vô cùng còn hàm chứa đáng sợ lực lượng cùng bể dâu hơi thở. Đây là viễn cổ máu. Diệp thần ánh mắt lạnh lùng, những thứ này viễn cổ máu cường giả dịch dính ở phù văn trên trường kiếm, chỉ sợ là bởi vì những thứ này viễn cổ cường giả cũng chết tại kiếm kiếp dưới. Máu tươi này quá nhiều, vậy tỏ rõ liền kiếm kiếp chém giết cường giả quá nhiều, hơn đến có thể làm cho cả thương khung đều bị nhuộm thành màu máu. Vào giờ phút này, Diệp thần nhìn từng chui chảy máu phù văn trường kiếm, sắc mặt bộc phát ngương trọng. Cuối cùng đem trong cơ thể hơi thở bình phục lại, Diệp Thần bắt lần trước sai lầm, biết càng trì hoãn lâu, kiếm kiếp ngưng tụ trường kiếm thì sẽ càng nhiều, thế cục liền càng nguy hiểm. Cho nên, Diệp Thần lại lần nữa chủ động ra tay, tay cầm sát kiếm xông lên trời không. Chỉ là lần này, kiếm kiếp lại không có bị chọc giận, không có một thanh trường kiếm giết hướng Diệp Thần, ngược lại là trên trường kiếm máu tươi, giờ khắc này lại từ trên thân kiếm rơi xuống, ở giữa không trung hội tụ. Máu tươi hội tụ, lại dần dần hóa thành hình người biến thành một tôn màu đỏ thắm cường giả. Viễn cổ bề dâu hơi thở, cùng bạo sức mạnh to lớn, để cho người sợ hãi khí thế đập vào mặt, Diệp Thần kinh hãi ý thức được, máu tươi này lại có thể tái hiện bị kiếm kiếp chém giết cường giả. Cái này một vị cường giả, trước người chỉ sợ là càng khôn cảnh đỉnh cấp, thậm chí còn thủy nguyên cảnh tồn tại. Giờ phút này bị máu tươi ngưng tụ mà sống, cảnh giới mặc dù hạ xuống, nhưng như cũ có càng khôn cảnh hậu kỳ lực lượng. Đáng sợ hơn phải, chết tại kiếm kiếp dưới cường giả quá nhiều, giờ phút này một tôn tôn đỏ thắm bóng người bị ngưng tụ ra mỗi một tôn hơi thở cũng bể dâu mênh mông lực lượng phi phàm đáng chết còn có loại thủ đoạn này diệp thần không nhịn được tức giận mắng một tiếng chỉ gặp một tôn tôn đỏ thắm cường giả bàn tay một chiêu trên bầu trời phù văn trường kiếm lập tức bay vào bọn họ trong tay ngay sau đó một tôn tôn đỏ thắm cường giả tay cầm phù văn trường kiếm rồi giết hướng diệp thần bạo giết tới những cường giả này thi triển võ kỹ cùng kiếm đạo đều là cực kỳ tinh xảo cùng siêu phàm Diệp Thần đối mặt những cường giả này, tạm thời có chút tay chân luống cuống. Phốc suy, Diệp Thần thân thể đột nhiên bị một thanh trường kiếm xuyên thủng, những thứ này đỏ thắm cường giả thực lực không tầm thường. Võ đạo càng như người thú, hôm nay rậm rạp chẳng chỉ khắp nơi đều là, đối với Diệp Thần mà nói đã thành hẳn phải chết cảnh. Ta cứ nói đi, cái này tầng thứ hai kiếm kiếp uy năng muốn vượt xa tầng thứ nhất, thằng nhóc này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Tử Tôn ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diệp Thần, giọng bình thản nói: "Đúng vậy, không quá ta ngược lại là hy vọng cái này đứa nhỏ có thể lần nữa đánh mặt ta sáng tạo kỳ tích vượt qua cái này tầng thứ hai kiếm kiếp ngươi điên rồi sao thánh tổ cảnh mà thôi hắn làm sao có thể làm được tử tôn kinh ngạc nhìn hồng tôn không nhịn được lắc đầu nói ngay tại bọn họ thảo luận lúc đó diệp thần đã bị vô số đỏ thắm cường giả vây công trọng thương ngã xuống đất hắn cả người phủ đầy kiếm tổn thương không có một nơi là hoàn hảo thương thế nghiêm trọng đến cực điểm liền đứng lên lực lượng cũng không có chẳng lẽ ta thật phải bỏ mạng ở chỗ này sao? Giờ phút này, nhìn đập vào mặt, sắc bén trói mắt từng chui trường kiếm, nhìn một tôn tôn tản ra khí tức viễn cổ đỏ thắm cường giả, diệp thần trong mắt lóe lên lau một cái mãnh liệt không cam lòng. Ta làm sao có thể lúc này ngã xuống, đứng lên, đứng lên, vù vù. Giờ khác này, diệp thần trong cơ thể luân hồi huyết mạch chấn động, luân hồi huyền bi bay ra, đem từng đạo muốn chém đoạn thiên địa đáng sợ trường kiếm dối rít chặn. Diệp thần trong cơ thể tiên máu sôi trào, dâng trào, Lực lượng cùng bạo hiện lên, thân thể thương thế ở cực nhanh khôi phục, hắn đột nhiên đứng dậy, sát thần khí thế bùng nổ. Oanh, cuồng cuộn uy áp cuộn sạch mở, cái này một tôn tôn đỏ thắm cường giả lại bị Diệp Thần khí thế bắt buộc lui, thậm chí, bọn họ nhìn Diệp Thần, lạnh lùng vô tình con người lại hiện lên lau một cái sợ hãi. Đây là sợ hãi Diệp Thần huyết mạch, luân hồi huyết mạch. Luân hồi chi chủ uy nghiêm không cho khiêu khích, những thứ này viễn cổ tồn tại đối với Luân hồi chi chủ tràn đầy kính sợ. Giờ phút này Luân hồi huyết mạch bùng nổ, lại để cho bọn họ không dám động tay, thậm chí liền cảnh giới đều bị áp chế. Huyết nguyệt đồ sát thiên trảm. Diệp thần rõ ràng nhận ra được cái này một tình trạng, biết đây là mình một đường sinh cơ, luân hồi huyết mạch có thể chấn nhiếp những thứ này vĩnh cổ đỏ thắm cường giả, nhưng cũng không thể chấn áp quá lâu, đến khi kiếm kiếp phát hiện, đến lúc đó mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trên bầu trời, ba luân huyết nguyệt hiện lên, cuồn cuộn khoáng đạt, chấn áp chư thiên vô cùng huyết quang cuộn sạch xuống, so những huyết dịch này ngưng tụ cường giả còn muốn cuồng bạo vô tận huyết quang ánh chiếu ở diệp thần trên mình phong không thể đỡ hàn mang từ lạc trần hàng long kiếm bên trên tách thả ra ra diệp thần ánh mắt uy nghiêm nhìn về một tôn tôn viễn cổ đỏ thắm cường giả đột nhiên một kiếm chém ra tất cả đều phá cho ta giết giờ khác này huyết quang ngất trời huyết quang ánh trăng uy chấn vạn cổ xa vô tận cổ cường giả mắt lộ ra vẻ kinh hãi luân hồi cùng huyết nguyệt hai đạo tuyệt lực lượng mạnh lại lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt dù là bọn họ sớm đã là bỏ mình tồn tại giờ phút này cũng không khỏi sợ hãi đứng lên. Tập 2077 Ngay sau đó, vô tận huyết quang cuộn sạch xuống, phá giết vạn cổ, un un kéo đến diệt thế hàn mang chợt lóe lên. Từng đạo viễn cổ đỏ thắm cường giả bóng người, giờ phút này lại tiếp liền nổ nứt ra, cuối cùng tất cả đều hóa thành một món bụi mù ở giữa trời đất tiêu tán. Cùng lúc đó, huyết nguyệt hàn mang nhưng chưa từng chút nào chậm chạp, lại hướng trên bầu trời kiếm kiếp đi. Kiếm kiếp còn đang ngưng tụ trước chảy máu phù văn trường kiếm, giờ phút này thấy huyết nguyệt hàn mang nhưng cảm thấy sát ý vô tận dâng trào lại có loại không thể ngăn cản cảm giác một khắc sau huyết nguyệt hàn mang dễ như bỡn vậy ngay tức thì đem kiếm kiếp chém thành hai nửa oanh trên bầu trời cuồn cuộn kiếm kiếp vào giờ khắc này ầm ầm nổ lên cuồng bạo đánh vào đổ biển di sơn vậy chút xuống hướng bốn phía hư không để cho phương thiên địa này cũng bể tan tành không chịu nổi toàn bộ huyền thiên kiếm mộ phần đều ở đây chấn động từng chui thẳng vào vân tiêu cự kiếm đang lai động cái này Thấy một màn này, Hồng Tôn cùng Tử Tôn trong mắt cũng toát ra vô cùng rung động thần sắc. Diệp Thần có thể vượt qua tầng thứ nhất kiếm kiếp, còn có thể tính là là Diệp Thần vận khí tốt, nhưng Diệp Thần có thể vượt qua tầng thứ hai kiếm kiếp, như là ngoài bọn họ dự liệu. Dẫu sao, tầng thứ hai kiếm kiếp cùng tầng thứ nhất kiếm kiếp tới giữa, sợ rằng trên lệch gấp mấy lần, thậm chí còn mấy chục lần uy năng. Diệp Thần bất quá thánh tổ cảnh, làm sao xem cũng không thể chống được, có thể Diệp Thần hết lần này tới lần khác vượt qua vẫn là như vậy dễ như bỡn giống vậy đem tầng thứ hai kiếm kiếp phá hủy cái này quá mức không thể tưởng tượng nổi cái thằng nhóc này không sẽ không thật có thể sáng tạo kỳ tích chứ giờ phút này hồng tôn không nhịn được há to miệng đờ đẫn nhìn diệp thần chân chờ mở miệng nói không thể nào tử tôn ngưng mắt nhìn diệp thần mắt lạnh chắc chắn nói tầng thứ hai kiếm kiếp đã là hắn cực hạn người ta ở chỗ này chấn thủ nhiều năm như vậy đối với tầng thứ ba kiếm kiếp hẳn rõ ràng nhất bất quá đó là thủy nguyên cảnh đều khó tiếp nhận hủy diệt đả kích tuyệt đối không phải một cái thánh tổ cảnh tiểu tử có thể chống đỡ nghe được từ tôn lời này hồng tôn không khỏi trầm mặc hắn cũng biết diệp thần muốn chống được tầng 3 kiếm kiếp là căn bản chuyện không thể nào chỉ là diệp thần biểu hiện quá mức xuất sắc tuyệt diễm để cho hắn có loại cảm giác mong đợi mong đợi diệp thần có thể sáng tạo kỳ tích vào giờ phút này hồng tử nhị tôn thảo luận lúc đó diệp thần đã ở nhắm mắt điều tức bên trong chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về bầu trời chỉ gặp từng chui lóe lên diệt thế oai. Tổng cộng 990 chui che trời cự kiếm từ trên trời hạ xuống, dường như muốn đem cái này chư thiên cũng trấn áp niết diệt vậy, cùng bạo diệt thế hơi thở tràn đầy ra. Đại khí bàng bạc vô tận kiếm uy cuộn sạch xuống, cái này đầy trời cự kiếm, lại sắp hàng thành trận pháp, liên kết chung một chỗ, hóa thành một tòa khoáng đạt cuồn cuộn, đại khí bàng bạc, tựa như xuyên qua vạn cổ sông dài bạo giết mà đến kinh thế đại trận. Vô tận hàn mang sắc bén từ kiếm trận bên trong bộc phát ra, trong nháy mắt, liền bao phủ phương thiên địa này toàn bộ huyền thiên kiếm mộ phần cũng tràn ngập ở nơi này đáng sợ hàn mang bên trong diệp thần thậm chí không kịp làm ra phản ứng liền phát giác hết thảy trước mắt cảnh tượng đều thay đổi giờ khác này 999 chuôi cự kiếm sâu đậm không có vào mặt đất bên trong toàn bộ huyền thiên kiếm mộ phần bùng nổ kinh thiên địa chấn động vô số dãy núi mặt đất sụp đổ vỡ vụn cùng lúc đó hàn mang hợp thành một khối hùng vĩ nguy nga kiếm giới vô tận kiếm quang ở chỗ này lóng lánh kiếm uy ở chỗ này nổ ầm hàn mang khắp nơi bay lượn trong nháy mắt, Diệp Thần liền bị đây có thể sợ kiếm giới nơi trấn áp, kiếm giới hàm chứa như sóng tràn bờ vậy vô cùng kiếm uy, tựa như vô tận tinh thần không ngừng đập xuống trên người, Diệp Thần cảm thấy vô cùng nặng nề, gập cả người tới. Đồng thời, vô cùng kiếm quang cùng hàn mang chiếu nghiêng xuống, giống như gió lớn mau mưa vậy chém ở Diệp Thần trên mình, ngay tức thì, Diệp Thần liền cả người phủ đầy vết thương, chảy máu như trụ, điên cuồng chảy xuống. A, à, Diệp Thần gầm thét, kiếm này giới quá mức đáng sợ. 999 chui cự kiếm tạo thành trận thế để cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cho dù là thủy nguyên cảnh cường giả, ở nơi này chờ kiếm trận trấn áp dưới, cũng phải ôm hận mà chấm dứt. Ta không thể ngã xuống, ta làm sao có thể ngã ở loại địa phương này. Diệp thần gầm thét, hắn cả người tiên máu sôi trào, giống như ngọn lửa vậy cuồng bạo, ở trong thân thể lao nhanh trước, lại phát ra sóng lớn mãnh liệt vậy tiếng nổ. Cho dù là đối mặt cái này không thể địch nổi kiếm trận, Diệp thần vậy bất khuất cứng trước, đem hết toàn lực chống đỡ, không sợ hãi chút nào, chỉ có vô tận cùng bạo chiến ý. Mà vào giờ khắc này, phương thiên địa này bên trong, mê mông mặt đất bên trên, toàn bộ huyền thiên kiếm mộ phần tàn kiếm gãy binh. Vô số chết tại huyền thiên kiếm mộ phần tầng 3 kiếm kiếp dưới cường giả ý chí, lại hội tụ lên, hóa thành một đạo nước lũ, hướng Diệp Thần tập kích bất ngờ tới. Đây là Diệp Thần không cam lòng, Diệp Thần tín niệm, để cho vô số tàn kiếm gãy binh cùng tử vong cường giả nơi kính này. Cường giả ý chí cùng tàn kiếm gãy binh kim quang tách thả ra, giống như sáng thế kim quang vậy đem diệp thần bao phủ hóa thành bàng bạc đại khí màu vàng bình phong che chở tàn kiếm gãy binh lưu chuyển tới giữa vô tận thần uy chấn nhiếp bốn phương kim quang cùng hàn mang và chạm cường giả ý chí cùng kiếm uy đối kháng diệp thần trong nháy mắt buông lòng, ở kim quang bình phong che chở bên trong miệng to thở dốc chỉ là mặc dù có cái này tàn kiếm gãy binh bảo vệ nhưng đối mặt hủy thiên diệt địa vậy vô địch kiếm trận kim quang bình phong che chở cũng ở đây lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đổi được ảm đạm diệp thần trong lòng như vậy kim quang bình phong che chở chỉ có thể bảo vệ mình chốc lát sau này mình vẫn là phải một mình đối kháng cự kiếm trận pháp vẫn là một con đường chết cái này diệp thần nhìn bất ngờ hộ chủ tàn kiếm gãy binh ánh mắt chớp động như là chợt nhớ lại ngàn binh bạo. giờ khác này diệp thần trong lòng chợt nhiều một chút hiểu ra trong mắt tinh mang tách thả ra hắn từ 10 phần chết chắc bên trong bắt được một cái gần như không thể nào sức sống ban đầu ở thần hòa học viện ngô lão thăng cấp qua một lần ngàn binh bạo nhưng còn chưa đủ ta muốn thăng cấp hoàn mỹ vậy ngàn binh bạo. nếu là có thể lĩnh ngộ ra càng cường đại hơn thuật pháp thần thông một kiếp này không đúng có thể vượt qua diệp thần ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn bầu trời thượng tán phát kim quang vô tận tàn kiếm gãy binh đột nhiên bàn tay bắt pháp quyết ông 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 giờ khắc này giữa trời đất có vô hình chập chờn rung động vang khắp phảng phất có cái gì để cho thiên địa cũng sợ hãi đổ ở thai ngén khi thế hào hùng thần uy lưu chuyển bốn phương diệp thần trên mình nhiều một cổ để cho người không đoán ra hơi thở hắn quanh thân thậm chí bị che đậy thiên địa nồng nặc sương mù bao phủ vào giờ phút này từng đạo dẫn dắt lực từ sương mù bên trong bộc phát ra sương mù đánh sơ xác diệp thần áo khoác vù vù tựa như cao nhất nắm giữ vậy lăng không lên đỉnh đầu kim quang bình phong che chở từng chui tàn kiếm gãy binh lại tất cả đều bay về phía diệp thần thiên binh kiếm kiếp bạo diệp thần trong miệng gầm lên thiên binh kiếm kiếp bạo là hắn thăng cấp ngàn binh bạo lấy vô số tàn kiếm làm xương lấy vô tận đoạn binh là thịt ngưng luyện ra phá giết hết thảy tiêu diệt hoàn vũ cao nhất thần thông từng chui tàn kiếm giờ phút này câu dính chung một chỗ tạo thành trận thế ngưng tụ ra từng viên thần dị phù văn mạch lạc mà đoạn binh bổ túc bên trong cùng tàn kiếm hỗ trợ lẫn nhau giờ phút này tàn kiếm gãy binh ngưng tụ chung một chỗ mà cự kiếm xây dựng kiếm giới tựa hồ vậy cảm nhận được liền nguy cơ ngay tức thì cùng bạo vượt xa trước kia kiếm uy cùng sắc bén tất cả đều hướng diệp thần chen trúc tới phải đem diệp thần ngay tức thì nghiền ép hóa thành huyết vụ đầy trời diệp thần trong mắt chiến ý cuồng bạo cảm thụ kiếm giới giận dữ còn có làm người ta sống lưng phát rét lực lượng đáng sợ chút xuống tới hắn nhưng trong lòng thì vô cùng bình tĩnh bạo diệp thần chợt nhẹ xích một tiếng ngưng tụ mà thành tích xúc đủ lực lượng thiên binh kiếm kiếp bạo đột nhiên nổ tung oanh phương thiên địa này tới giữa vô tận cuồn cuộn đánh vào cuốn đi bốn phía giống như sóng gió kinh hoàng vậy đem dọc đường hết thảy tất cả đều phá hủy mất đi hết thảy sức sống đều bị hoàn toàn đoạn tuyệt đánh vào chỗ đi qua lại hóa thành một phiến hoang vu tử địa, cho người một loại tuyệt vọng cảm giác. Cùng lúc đó, đánh vào cũng cùng kiếm giới chiếu nghiêng xuống kiếm uy hàn mang đụng vào nhau, nhưng giống như dễ như bỡn vậy, lấy đổ biển di sơn, không thể địch nổi oai, ngay tức thì nghiền ép mà qua. Một khắc sau, đánh vào nổ ầm ở từng chuôi bên trên cự kiếm, đụng vào kiếm giới thành lũy, 999 chuôi cự kiếm cấu trúc trận pháp kiếm giới. Giờ khắc này rung động liền liền, kiếm giới thành lũy hiện lên vô tận uy nghiêm vết rách. Rắc rắc. Giờ khắc này, 999 chuôi cự kiếm lại đồng thời vỡ vụn, mà kiếm giới vậy ầm ầm sụp đổ. Thiên binh kiếm kiếp bạo uy năng ảo ảo, phá giết toàn bộ Huyền Thiên kiếm mộ phần, không biết phá hủy nhiều ít sơn xuyên. Ầm. Diệp Thần thân thể đột nhiên từ trên bầu trời rơi xuống, mượn thiên binh kiếm kiếp bạo, hắn thành công phá vỡ kiếm giới, nhưng vậy tiêu hao to lớn, trong cơ thể không dư thừa một tia linh khí. Rơi xuống đất, Diệp Thần chỉ cảm thấy cả người bùn rùn không có sức, đôi mắt nặng nề vô cùng, để cho hắn muốn một ngủ không dậy nổi. Diệp Thần mạnh chống ý chí, không để cho mình ngủ, bình phục trong cơ thể rối loạn hơi thở, chật vật từ dưới đất ngồi xếp bằng lên, bắt đầu khôi phục linh khí. Cùng lúc đó, ở trên bầu trời, Tử Tôn cùng Hồng Tôn ánh mắt kinh hãi nhìn Diệp Thần, bọn họ vô luận như thế nào vậy dự không ngờ được, Diệp Thần lại thật vượt qua tầng 3 kiếm kiếp, lại lần nữa hung hãn đánh bọn họ mặt. Quá mức đáng sợ, cái thằng nhóc này, thiên phú nghịch thiên. Tử Tôn không nhịn được mở miệng đây lẩm bẩm nói. Đúng vậy, lại liền cự kiếm mất đi thiên kiếp cũng có thể vượt qua đây chính là tầng thứ ba kiếm kiếp bên trong uy năng đáng sợ nhất một loại kiếp nạn hắn rốt cuộc là người nào chính là thánh tổ cảnh làm sao có thực lực cường đại như vậy hồng tôn tán đồng gật đầu một cái nhìn diệp thần ánh mắt tràn đầy xúc động hơn nữa ngươi có hay không nhận ra được thằng nhóc này mới vừa đánh vỡ cự kiếm mất đi thiên kiếp một chiêu kia thần thông tựa hồ là hắn tự nghĩ ra hơn nữa còn là thống ngự vạn kiếm chấp trưởng gia binh thủ đoạn chẳng lẽ hắn là cao nhất binh chủ truyền thế ha ha cái gì cao nhất binh chủ người ta hẳn cũng rõ ràng nhất thế gian có thể không có gì cao nhất binh chủ tử tôn khinh thường cười một tiếng ngay sau đó nói hắn có thể lấy tự thân lĩnh ngộ ra thần thông như vậy như là kinh thiên vĩ địa tài thằng nhóc này nói tới chỗ này tử tôn đột nhiên há to miệng gắt gao nhìn chằm chằm trên bầu trời chậm rãi phiên trào mây mù nội tâm có vô tận rung động dâng lên ngươi thế nào hồng tôn thấy vậy sửng sốt một chút nhưng là phát giác phía dưới diệp thần tựa hồ muốn đột phá bất quá diệp thần mới vừa vượt qua tầng 3 kiếm kiếp gần như vậy ư 10 phần chết chắc nguy cơ có lĩnh ngộ muốn đột phá vậy coi là bình thường làm sao có thể để cho tử tôn lộ ra như vậy thần sắc hồng tôn 10 phần không rõ ràng đang nghi ngờ lúc đó nhưng là theo tử tôn ánh mắt thấy được trên bầu trời phiên trào mây mù vô tận cuồn cuộn hồng mông hơi thở cùng nguyên khí lưu truyền ra có một cổ làm chư thiên vạn giới cũng mới ngưng thần phục làm run rẩy hơi thở lưu truyền ra luân hồi hơi thở hồng tôn cùng tử tôn hai mắt nhìn nhau một cái nội tâm đều là vô cùng kinh hãi giờ phút này trên bầu trời mây mù lại là hóa thành vòng xoáy cuồn cuộn luân hồi hơi thở đi theo vòng xoáy chuyển động đây là luân hồi vòng xoáy hết thảy sinh linh bị cuốn vào trong đó đều đưa chọn đời xa vào cái này thằng nhóc này là giờ khác này hồng tôn cùng tử tôn hoàn toàn như vậy lúc đầu diệp thần lại là luân hồi chi chủ giờ phút này bọn họ vậy để trong lòng chỉ có luân hồi chi chủ mới có như vậy nghịch thiên bản lãnh có thể ở thánh tổ cảnh vượt qua tầng ba kiếm kiếp Cùng lúc đó, Diệp Thần ngồi xếp bằng ở minh mông mặt đất bên trên, cảm ứng được trên bầu trời luân hồi vòng xoáy, không khỏi hơi biến sắc mặt. Mình đột phá lại dẫn động đáng sợ như vậy dị tượng, hơn nữa còn hiển lộ ra luân hồi hơi thở, đây là mười phần nguy hiểm. Diệp Thần không biết Hồng Tử Nhị Tôn lai lịch, không dám chút nào trần chờ, lập tức thần niệm động một cái, Đen trên bầu trời luân hồi vòng xoáy tản đi, lo lắng Hồng Tử Nhị Tôn nhìn ra đầu mối, cũng không biết bọn họ đã sớm đoán được hết thảy. Tiểu tử, giờ khắc này, hồng tử nhị tôn như là cùng từ chân trời dậm chân tới bọn họ nhìn diệp thần ánh mắt rất phức tạp nhưng cũng hàm chứa có chút nụ cười cùng khâm phục thật là không nghĩ tới ngươi lại thật có thể vượt qua tầng 3 kiếm kiếp đây chính là hung hăng đánh hai người chúng ta mặt tới gần một chút hồng tôn liền cười lớn cất giọng nói một chút cái khung cũng không có mà bên kia tử tôn cũng là nụ cười bản thân tiền bối chớ có như thế nói diệp thần có thể vượt qua cái này tầng 3 kiếm kiếp cũng phải may mà hai vị tiền bối cho biết kiếm kiếp tình hình rõ ràng Diệp Thần khách khí nói. Nghe nói như vậy, Hồng Tử Nhị Tôn nụ cười sâu hơn, Diệp Thần như vậy cho mặt mũi, bọn họ dĩ nhiên vui vẻ, dẫu sao đây chính là đường đường luân hồi chi chủ. Được, được a. À. Tử Tôn không nhịn được vỗ tay khen hay, ở giữa đất trời này, chính là bởi vì có ngươi như vậy tráng niên tài tuấn, mới có thể như vậy nhiều màu, ngươi rất tốt. Thằng nhóc, ngươi mới vừa đánh vỡ vạn kiếm mất đi thiên trận thuật pháp, nhưng mà ngươi tự đi lĩnh ngộ. Hồng Tôn giờ phút này có không kiềm chế được, nói thẳng không kiên kỵ hướng Diệp Thần hỏi. Thiên binh kiếm kiếp bạo sao? Diệp Thần chân mày nhíu lại, như là có chút bất ngờ, không nghĩ tới cái này hai vị xuất quỷ nhập thần ông già, lại thời khắc chú ý mình, liền minh lĩnh ngộ ra thiên binh kiếm kiếp bạo sự việc đều biết. Không sai, cái này đích xác là vãn bối đối với một môn thuật pháp tự đi sửa đổi, không thể tưởng hiệu quả như thế không tệ, thành công phá vỡ kiếm giới. Diệp Thần gật đầu một cái thừa nhận nói. Thật là bất phàm, quả nhiên không hổ là, Hồng Tôn nói tới chỗ này như là ngậm miệng lại, ngay sau đó nói tiếp: Tiểu Hữu không biết ngươi có thể hay không đem cái này Thiên Binh Kiếm Kiếp Bạo dạy cho hai người chúng ta. À. Diệp Thần sững sốt một tí, không nghĩ tới Hồng Tử Nhị Tôn đối với Thiên Binh Kiếm Kiếp Bạo cảm thấy hứng thú, phải biết giống như vậy thuật pháp cần đặc định điều kiện mới có thể bộc phát ra hủy diệt vậy thần uy. Tựa như cùng mới vừa có vô số tàn kiếm gãy binh hộ chủ, Diệp Thần mới có thể mượn chúng đánh vỡ kiếm giới. Hồng Tử Nhị Tôn muốn lãnh giáo Diệp Thần nhưng cũng không có từ chối. Lúc này cùng Hồng tử Nhị Tôn trao đổi. Diệp Thần cùng Hồng tử Nhị Tôn trao đổi hồi lâu, đem mình đối với Thiên binh kiếm kiếp bạo tâm đắc yếu tố cho biết hai người, mà Hồng tử Nhị Tôn cũng không keo kiệt mình kiến thức, truyền thụ cho Diệp Thần không thiếu liên quan tới kiếm đạo kiến thức. Tập 2078. Cứ như vậy, Diệp Thần vậy được ích lợi không nhỏ, mà hắn cũng đúng Hồng tử Nhị Tôn thân phận bộc phát tò mò, cái này hai ông cụ như vậy thần bí, song kiếm đạo lại tinh thông như vậy, còn xuất hiện ở đây Huyền Thiên kiếm mộ phần bên trong vừa thấy thì không phải là người bình thường. Ngay sau đó, Diệp Thần lại lần nữa hướng Hồng Tử Nhị Tôn thẩm vấn liền Nguyệt Hồn Ma Nữ tung tích. Lần này, biết Diệp Thần thân phận chân thật, Hồng Tử Nhị Tôn nhưng là khách khí rất nhiều, cũng không cự tuyệt trả lời, chỉ là đối với Nguyệt Hồn Ma Nữ chỗ, bọn họ nhưng cũng là không biết. Ta đoán, Nguyệt Hồn Ma Nữ có thể ở Huyền Thiên Kiếm mộ phần chỗ sâu trong tế đàn, mặc dù chưa bao giờ gặp qua đối phương, nhưng thượng giới nữ hoàng từng nhiều lần hạ xuống Huyền Thiên Kiếm mộ phần, hơn nữa mỗi một lần đều là đi tế đàn, nơi đó nhất định có cổ quái. Hồng Tôn sờ trên người mình màu vàng sẫm khôi giáp, hướng Diệp Thần mở miệng giải thích nói. Nghe nói như vậy, Diệp Thần nhưng là trong lòng khẽ nhúc nhích, Huyền Cơ Nguyệt nhưng mà người bận rộn, nhiều lần đi Huyền Thiên kiếm mộ phần chỗ sâu tế đàn, tế đàn tất nhiên có vấn đề. Đã như vậy, vậy hai vị lão tiền bối lúc này từ biệt, ta phải đến tế đàn kia đi xem một chút. Diệp Thần hướng Hồng Tử Nhị Tôn hỏi rõ tế đàn chỗ, ngay sau đó liền chuẩn bị lên đường. Thấy vậy, hồng tử nhị tôn trần chờ một tí nhưng không ngăn trở diệp thần thật ra thì bọn họ hai cái có đôi lời không có nói huyền thiên kiếm mộ phần tế đàn muốn đi vào trong đó cần cảnh giới cực cao và thực lực diệp thần trước mắt sợ rằng không cách nào bước vào chỉ là hồng tử nhị tôn cũng biết diệp thần luân hồi chi chủ thân phận vì vậy bọn họ cũng không cách nào kết luận diệp thần phải chăng có thể tiến vào tế đàn vì vậy không có nhiều lời giờ phút này diệp thần nói tạm biệt hồng tử nhị tôn hướng huyền thiên kiếm mộ phần chỗ sâu tiến về trước bởi vì vượt qua tầng 3 kiếm kiếp, Huyền Thiên kiếm mộ phần sẽ không lại đối với Diệp Thần ra tay, cho nên kiếm uy hàn mang cũng đều tiêu tán. Dọc theo đường đi Diệp Thần cũng không gặp phải phiền toái gì, vượt qua từng chui thẳng vào Vân Tiêu Cự kiếm cùng kiếm tháp, Diệp Thần thành công đi tới Huyền Thiên kiếm mộ phần chỗ sâu. Trước mắt là một tòa khoáng đạt thật lớn tế đàn, tế đàn đại khí bàng bạc, hùng vĩ nguy nga, xây dọc theo núi, tựa như viễn cổ chúng thần dùng để tế tự trời cao chỗ. Vô tận linh khí ở trên tế đàn lưu chuyển, khi thì hóa thành du long, khi thì hóa thành thần phượng, tất cả loại điềm lành dị thú dối rít hiện ra, biểu dương liền tế đàn bất phàm. Mà ở trên tế đàn, như khắc ấn từng đạo ma khí dày đặc phù văn, phù văn nối liền chung một chỗ, hóa thành trận pháp thật to, đem toàn bộ tế đàn trấn áp tại phía dưới. Diệp Thần mơ hồ có thể cảm nhận được, bên trong tế đàn hàm chứa sâu không lường được, làm người ta kinh hãi lực lượng đáng sợ. Cái này, Diệp Thần nheo mắt lại, từng bước một đến gần tế đàn, hắn thấy được tế đàn cổng vào, ngay tại tế đàn trước nhất phương, là một mặt màu đen cửa đá trên cửa đá có quỷ dị màu xanh đậm máu hội tụ mà thành phù văn phù văn lóe lên tràn ra ra ngút trời hung uy diệp thần đến gần cửa đá chân chờ chốc lát trong mắt lóe lên một vẻ kiên định trực tiếp một trường vỗ vào trên cửa đá oanh một tiếng vang dội diệp thần thân thể trượt đổ bay ra ầm ầm đụng ở sau lưng cột đá bên trên cột đá sụp đổ diệp thần ở bụi bặm bên trong đi ra sắc mặt âm trầm nhìn dâu ria không nhúc nhích cửa đá cửa đá này hàm chứa cường đại cấm chế lực lượng sau huyền thiên kiếm mộ phần cổng vào hơn nữa đáng sợ của lực lượng này diệp thần căn bản không cách nào phá xấu xa lúc tối sắc đá cũng không có khác thường nhưng là để cho diệp thần có chút không biết làm sao không biết như thế nào tiến vào tế đàn lấy diệp thần trước mắt thánh tổ cảnh thực lực nhưng là vô luận như thế nào cũng không thể bước vào tế đàn diệp thần đứng ở trước tế đàn trầm mặc hồi lâu sau đó xoay người liền chuẩn bị rời đi hắn quyết định đến khi mình đột phá bổ thiên cảnh lại tới thử một phen chỉ là xoay người ngay tức thì diệp thần nhưng là đột nhiên giật mình mình ấn đường có một quả nguyệt hồn dấu vết chợt lóe lên nguyệt hồn tiền bối diệp thần đột nhiên quay đầu nhìn về tế đàn giờ khắc này hắn hoàn toàn xác định nguyệt hồn ma nữ nhất định đang ở cái này trong tế đàn mà cái khác luân hồi mộ địa đại năng chỉ sợ cũng bị vây ở chỗ này thượng giới nữ hoàng cung huyền cơ nguyệt ngồi ở cung điện phía trên nhất ánh mắt lạnh lùng mắt nhìn xuống phía dưới đám người thượng giới biến đổi lớn nàng vừa mới lắng xuống giờ phút này nhưng là lấy được thiên ẩn cùng thiên giết tin tức truyền đến huyền cơ nguyệt phía dưới đang đứng hai đạo mông lung không rõ giống như nước gợn nhộn nhạo bóng người đây chính là ẩn giết tuyệt diệt trong bốn người thiên tuyệt và thiên diệt chính là bọn họ hai cái lấy được thiên ẩn và trời giết tin tức huyền thiên kiếm mộ phần truyền tới rất nhiều dị tượng phảng phất có người ở trong đó độ tầng ba kiếm kiếp biết được tin tức này huyền cơ nguyệt trong mắt có vô tận sát ý cuồn cuộn nàng cảm thấy một chút không ổn nguyệt hồn ma nữ và tầm hồn thánh nữ liều mình bảo vệ tồn tại sợ rằng đã bước chân vào huyền thiên kiếm mộ phần rất có thể cho nàng tạo thành phiền toái lớn ta phải tự mình đi. Huyền cơ nguyệt áo quần chấn động, ba nghìn tóc xanh tung bay, đột nhiên đứng lên, chấn áp chư thiên đế uy cuộn sạch mở, huyền cơ nguyệt mắt nhìn xuống phía dưới nữ trong hoàng cung một đám giới quyền. Ta phải rời khỏi chốc lát, ta không hy vọng có xem trước vậy sự việc phát sinh, nếu không, các người biết hậu quả. Sát ý nghiêm nghị nói xong lời này, huyền cơ nguyệt thân hình vô căn cứ biến mất, xuất hiện lại, nhưng đã tới huyền thiên kiếm mộ phần lối vào. Cửa vào phong ấn là huyền cơ nguyệt tự tay thiết lập, giờ phút này nàng đến, cũng bất quá là bàn tay hư không lau một cái liền thấy thần văn đan vào phong ấn dấu huyền cơ nguyệt không chậm trễ chút nào bước bước vào một khắc sau huyền thiên kiếm mộ phần nội bộ huyền cơ nguyệt xuất hiện ở trên bầu trời ánh mắt lạnh lùng quét nhìn cái này một phương thiên địa nhưng là phát hiện khác thường giữa trời đất có kiếm uy dùng mình lưu chuyển điều này hiển nhiên là có người ở chỗ này độ tầng ba kiếm kiếp huyền cơ nguyệt sắc mặt run lên một khắc sau đột nhiên quát khẽ huyền cơ nguyệt đến chỗ này có chuyện điều tra mong rằng hai vị tôn lão hiện thân vừa gặp huyền cơ nguyệt thanh âm ở huyền thiên kiếm mộ phần bên trong truyền đẩy ra tới mà ở phía xa thiên khung hắc ám bên trong hồng tử nhị tôn sắc mặt rừng rưng hai người hai mắt nhìn nhau một cái hiển nhiên là đã sớm ngờ tới huyền cơ nguyệt sẽ tới cũng may người ta trước thời hạn vận dụng lừa gạt thiên tuyệt ẩn thuật che đậy diệp thần hơi thở nếu không chuyện này thật là có chút phiền toái đây hồng tôn nhìn về phía tử tôn khóe miệng miệng nhếch một cái độ cong một khắc sau hai người đồng thời thân hình chớp mắt xuất hiện ở huyền cơ nguyệt trước mặt hừ lại là ngươi những năm gần đây chỉ có ngươi cũng không có việc gì chạy tới nơi này lần này lại là chuyện gì cho dù là đối mặt huyền cơ nguyệt hồng tôn cũng là không sợ chút nào ngược lại thái độ ngạo nghễ khó chịu nhìn huyền cơ nguyệt nói không sai có chuyện gì nói nhanh một chút chúng ta còn muốn tu luyện cũng không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian tử tôn cũng giống như vậy ánh mắt ngạo mạn nhìn huyền cơ nguyệt hừ hai cái lão bất tử huyền cơ nguyệt nhìn hồng tử nhị tôn trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo nhưng là cũng không nổi giận, thân phận của hai người này nàng cũng phải kiên kỵ ba phần. Hai vị tôn lão, có người bước vào huyền thiên kiếm mộ phần, không biết hai vị có từng thấy qua. Huyền cơ nguyệt mặt âm lạnh, ngưng mắt nhìn hồng tử nhị tôn mặt mũi, chút nào sơ hở nàng cũng có thể lập tức nhìn ra. Chỉ là giờ phút này, hồng tử nhị tôn như là sắc mặt rừng rưng, hồng tôn lại là khinh miệt hừ một tiếng, trực tiếp mở miệng nói, thấy qua, bất quá đã chết tại tầng thứ ba kiếm kiếp dưới. Ngươi luôn là như thế nghi thần nghi quỷ, phàm là ai đi vào đều phải quấy rối hai người chúng ta, chúng ta cũng không có rãnh rỗi như vậy. Tử tôn không chút khách khí nói, một khắc sau cùng hồng tôn thân hình chớp mắt, trực tiếp biến mất không gặp. Nhìn hồng tử nhị tôn biến mất, huyền cơ nguyệt nhưng là nhíu mày, nàng mơ hồ cảm giác được là lạ ở chỗ nào, có loại không nỡ cảm giác. Không đúng, tế đàn. Huyền cơ nguyệt sắc mặt run lên, một khắc sau trực tiếp đi tế đàn. Mà vào thời khắc này, Diệp thần đang đứng ở bên tế đàn trên, thử nghiệm cùng nguyệt hồn ma nữ liên lạc chỉ là vẫn không có thành công đột nhiên hồng tử nhị tôn xuất hiện ở nơi này hắn hai người chúng ta sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng thằng nhóc ngươi còn dám ở chỗ này ngươi có biết hay không huyền cơ nguyệt đã tới hồng tôn trợn mắt nhìn diệp thần một mắt không vui nói huyền cơ nguyệt diệp thần giật mình trong lòng huyền cơ nguyệt nếu như thấy hắn tuyệt đối sẽ không chút lưu tình đem hắn xóa bỏ lần này phiền phức lớn diệp thần đang lo lắng lúc đó nhưng gặp hồng tử nhị tôn trên mình đột nhiên hiện lên cuồn cuộn kiếm uy giống như cửu u trong vực sâu truyền tới rét lạnh ý bao phủ một mặt trong suốt bình phong che chở đột nhiên đem diệp thần che đậy trong đó hai vị lão tiền bối đây là diệp thần sắc mặt biến đổi không biết hồng tử nhị tôn sẽ đối mình làm cái gì giờ phút này tử tôn như là nhìn về phía diệp thần ánh mắt thận trọng dựng lên một ngón tay đàng hoàng ở chỗ này không nên lộ xộn dứt lời hồng tử nhị tôn lại lần nữa biến mất Diệp Thần nội tâm nghi ngờ đứng ở nơi này kiếm ý rét lạnh bình phong che chở bên trong, nhưng là lựa chọn tin tưởng bọn họ, không có tùy tiện hành động. Ngay tại Hồng Tử Nhị Tôn biến mất không lâu, Diệp Thần nhìn phía trước hư không, Nhưng là đột nhiên con người đông lại một cái, hắn thấy được Huyền Cơ Nguyệt đến. Lần này phiền toái. Diệp Thần ánh mắt lạnh lẽo, mình xông vào Huyền Thiên Kiếm mộ phần, bất luận Huyền Cơ Nguyệt phải chăng biết mình thân phận, chỉ bằng nàng cẩn thận một chút tính cách, liền nhất định sẽ đem mình xóa bỏ sớm biết cũng không ngu như vậy ngu đứng ở chỗ này. Diệp thần trong mắt lóe lên lau một cái phiền muộn, nhưng thấy huyền cơ nguyệt tựa hồ hoàn toàn không nhìn thấy mình, một bộ biểu tình nghi hoặc đi tới trước tế đàn phương. Không người, Diệp thần nghe được huyền cơ nguyệt hơi có vẻ nghi ngờ tiếng lẩm bẩm, không khỏi thần sắc khẽ run, xem ra hồng tử nhị tôn là đang giúp mình. Bọn họ kiếm uy bình phong che chở có thể đem mình ẩn núp, không để cho huyền cơ nguyệt phát hiện mình. Xuyết nữa trách lầm hai vị lão tiền bối. Diệp thần lắc đầu một cái, như là chăm chú nhìn huyền cơ nguyệt huyền cơ nguyệt là hắn địch nhân lớn nhất đối phương cứ như vậy đứng ở trước mặt diệp thần cần phải khắc chế mình mà huyền cơ nguyệt nhìn không có một vật và thường ngày tế đàn nhưng luôn là cảm thấy là lạ ở chỗ nào có thể lại không tìm ra đầu mối có vấn đề huyền cơ nguyệt lắc đầu một cái nhưng trong lòng như cũ hoài nghi chỉ là giờ phút này huyền thiên kiếm mộ phần không có khác thường nàng cũng không khả năng một mực ở lại chỗ này vì trong lòng suy đoán mà lãng phí thời gian huyền cơ nguyệt suy đoán luân hồi chi chủ đã sống lại trở về hơn nữa trong bóng tối ẩn núp chờ đợi hắn cuột khởi ngày liền sẽ cho mình một kích trí mạng huyền cơ nguyệt không cho phép như vậy sự việc phát sinh một khắc sau huyền cơ nguyệt thân hình chớp mắt trực tiếp biến mất không gặp rãnh trời thâm cốc vô tận hắc ám bên trong một đạo khí thế bàng bạc uy thế vô cùng bóng người đột nhiên hạ xuống đạo thân ảnh này tướng mạo âm nhu tuyệt đẹp như là thư hùng không phân biệt để cho người không nhìn ra trai gái người này chính là đế uyên điện đế thích thiên giờ phút này hắn đứng ở trong bóng tối như là mắt nhìn phía trước lạnh nhạt mở miệng nói Huyền Cơ Nguyệt nếu ước ta tới vì sao không lộ diện lời này vừa nói ra trong bóng tối chuyển tới từng trận chập chờn tiếng bước chân vang lên Huyền Cơ Nguyệt từ thung lũng bên trên chậm rãi đi ra Đế Thích Thiên ta mơ hồ nhận ra được luân hồi chi chủ đã chuyển thế trở về hắn nhất định núp trong bóng tối ẩn núp mưu đồ muốn ngươi cho ta một kích chí mạng không thể không đề phòng Huyền Cơ Nguyệt không nói nhảm trực tiếp đem mình nội tâm chuyện lo lắng nhất thổ lộ đây là bởi vì đế thích thiên cùng nàng như nhau cũng đối với luân hồi chi chủ kiên kỵ vạn phần ta biết nghe được huyền cơ nguyệt mà nói đế thích thiên mặt mũi nhưng đổi được âm ngoan trong mắt sát ý cuồn cuộn ngươi có thể biết trước đây không lâu đông hàn uyên sụp đổ chuyện đế thích thiên hướng huyền cơ nguyệt hỏi nghe vậy huyền cơ nguyệt hơi biến sắc mặt dĩ nhiên biết nơi đó bộc phát một trận đại chiến có thủy nguyên cảnh cường giả chết chẳng lẽ và ngươi có liên quan dĩ nhiên Đế Thích Thiên từ chối cho ý kiến, trước kia rất sớm ta liền phát hiện Tuyệt Hàn Đế Tôn hậu nhân lại xuất hiện thế gian, ta một mực tìm cơ hội muốn xóa bỏ nàng, lúc ấy chính là nàng đi trước Đông Hàn Uyên, mà ta đi ra tay, lại phát hiện vị kia. Đế Thích Thiên trong mắt lóe lên lau một cái rét lạnh, ta vì chém chết Tuyệt Hàn Đế Tôn hậu nhân, đặc biệt đi tìm đủ áp chế đối phương người giúp, chỉ là cuối cùng lại bị vị kia nơi chém chết, ta cũng chỉ có thể tạm thời buông ta. Đế Thích Thiên đem Tuyệt Hàn Đế cung sự việc tất cả đều cho biết Huyền Cơ Nguyệt, nói tiếp, ta có và ngươi cảm giác giống nhau. Tựa như trong sâu thẳm, có một đôi bàn tay đang bố trí hết thảy, ngươi ta cũng bất quá là trên bàn cờ con cờ. Hừ, người nào dám đem ta làm con cờ. Huyền cơ nguyệt cười lạnh một tiếng, cảm thấy mười phần cam tức. Chỉ là bất luận là huyền cơ nguyệt, vẫn là đế thích thiên, bọn họ trong lòng cũng vô cùng rõ ràng, đời trước luân hồi chi chủ chết ở bọn họ trong tay. Cái này nhất thế, luân hồi chi chủ chuyển thế sống lại, nhất định mang theo ngút trời tức giận tới, làm luân hồi chi chủ ra tay lúc đó tất nhiên sẽ là một kích trí mạng bọn họ muốn diệt sạch như vậy tình huống phát sinh phải tương uy hiếp bóp chết ở nôi bên trong chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý dĩ nhiên ngươi cũng giống vậy huyền cơ nguyệt híp mắt nhìn về phía đế thích thiên chuyện đương nhiên nói ừ nghe vậy đế thích thiên trầm mặc khẽ vuốt cảm luân hồi chi chủ sự việc đối với bọn họ hai người đều là trọng yếu nhất hai người ở trong chuyện này sẽ không có cái gì tư lợi mật đàm sau đó Đế Thích Thiên cùng Huyền Cơ Nguyệt hai mắt nhìn nhau một cái, hai người trong mắt đều có vô tận sắc bén chớp động, một khắc sau đồng thời biến mất ở nơi này vô biên hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, Hoa Hạ, Địa Quật Gia đã kéo căng liền cảnh giới tuyến. Không thiếu Long Hồn đội viên và viện nghiên cứu đang dùng tất cả loại máy kiểm tra vậy địa quật thâm thúy hắc ám. Bọn họ trên mặt viết đầy ngưng trọng. Bởi vì Đội trưởng và Diệp Lăng Thiên tiền bối tiến vào trong đó quá lâu lâu đến long hồn đội viên đều không cách nào xác định bọn họ còn sống hay không cái địa quật này hết thảy truyền tin công cụ cũng không có bất kỳ tín hiệu cái địa quật này tựa như biểu thị tử vong ngay tại lúc này một cái ông già xuất hiện ở địa quật vòng ngoài đoàn tiền bối một đám long hồn đội viên khá là thân thiết hô y thần môn muôn chủ đoạn hoài an gật đầu một cái ánh mắt liền rơi vào địa quật cổng vào hắn giữa mày trắng viết đầy nghi ngờ cái địa quật này Hắn mấy tháng trước tới thăm, chỉ có thể nói có chút cổ quái. Nhưng vì sao mấy tháng này, một cổ cực kỳ cường đại hồn lực từ trong sông ra, che giấu hết thảy ngoại giới cha xem. Cổ quái, quá cổ quái. Như vậy hồn lực, không giống như là viên đạo phong cùng với hoa hạ và cô lôn hư lực lượng hệ thống. Càng giống như là bên ngoài. Đoạn hoài an không có tiếp tục nói hết, hắn nhìn về phía sau lưng ánh mắt viết đầy lo lắng long hồn đội viên, do dự mấy giây, tung người nhảy một cái. Diệp Thần không có ở đây hoa hạ nhiều năm, hắn cái này người làm sư phó có chút trách nhiệm thì phải gánh nổi. Hắn không có lựa chọn. Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn không biết sống chết mấy tháng, thời gian không thể trì hoãn nữa. Đoàn tiền bối. Sau lưng một đám long hồn cường giả hô lớn, có thể chỉ có thể trơ mắt nhìn đoạn hoài an bị hắc ám chiếm đoạt. Tập 2079 Cùng lúc đó, địa quật chỗ sâu. Ban đầu, Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn tiến vào địa quật bên trong, liên tựa như bị lạc. Nơi đây quá lớn. Lớn đến bọn họ cũng hoài nghi mình nhà có phải hay không những địa phương khác. Chiều lý mà nói, hoa hạ không thể so với thần quốc và vực ngoại, căn bản không có người cũng như này bút tích mới đúng. Nhưng cái địa quật này nghiễm nhiên chính là một chỗ để thế giới nhỏ. Lại là một tòa thật to mê cung. Bọn họ ở chỗ này bị lạc, thậm chí liền thời gian đều không cách nào nắm trong tay bất kỳ tính giờ công cụ toàn bộ khó hiểu dừng lại. Tựa như đi qua một ngày, cũng hoặc là một tháng, thậm chí một năm. Diệp Lăng Thiên và Kim Lãnh Nhạn trên mặt đã viết đầy mệt mỏi. Đoạn thời gian này bọn họ một mực tìm lối ra thậm chí còn viên đạo phong bóng dáng có thể quay đầu lại, không có một chút thu hoạch. Diệp Lăng Thiên bước chân đột nhiên dừng lại, thân sắc ngưng trọng, Kim đội trưởng, ta phỏng đoán chúng ta đã bị lạc trí ít mấy tháng, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta vẫn là không cách nào xác định người nọ chỗ. Kim Lãnh Nhạn nhìn một cái trong tay cát Tiêu đồng hồ đeo tay, cây kim chỉ vẫn không có động, nàng quanh thân linh khí hội tụ, sát ý nhỏ dậy, mở miệng nói, vậy phải làm thế nào? Viên đạo phong hẳn đang ở phụ cận. Nếu là có thể vận dụng chúng ta linh thức và thần hồn, có lẽ có thể rất nhanh xác định. Nhưng là, nơi này cấm chế có chút cổ quái. Diệp Lăng Thiên con người vẫn ngắm nhìn chung quanh, cũng là khẽ gật đầu. Hắn ở chỗ này bị lạc trong thời gian, thấy được mấy cái không thuộc về hoa hạ ký hiệu thậm chí những cái kia ký hiệu bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng không phải thần quốc phù văn có thể so sánh được. Hắn càng ngày càng xác định Viên đạo phong đứng sau lưng chính là ai. Đế Uyên Điện. Chỉ là hiện tại, hắn còn không cách nào xác định, vì sao Viên đạo phong gặp mặt Đế Uyên Điện liên hệ quan hệ. Chỗ này địa quật hẳn là Đế Uyên Điện bút tích. Đế Uyên Điện kết quả muốn Viên đạo phong làm gì? Hắn mơ hồ hoài nghi, chuyện này có lẽ và điện chủ có chút quan hệ. Cùng lúc đó, địa quật chỗ sâu viên đạo phong ngồi xếp bằng sắc mặt hắn khác biệt tại mấy tháng trước nếp nhăn tràn đầy tựa như ngay tức thì già mấy chục tuổi một đầu tóc bạc hơi bay lên ngược lại là lộ vẻ được tiên phong đạo cốt đột nhiên viên đạo phong khạc ra một ngụm máu tươi máu tươi rơi vào một nơi cổ xưa trên phủ văn nháy mắt tức thì một đạo ánh sáng sáng chói đang lấp lánh cố nhiên như vậy nhưng viên đạo phong trên mặt viết đầy kích động thành công cuối cùng thành công hàn khá là khẩn trương nhìn về phía chung quanh đại nhân ngài còn ở sao ngay lập tức tới giữa hư không xuất hiện một đạo chập chờn một cái người đàn ông áo bào đen hư ảnh xuất hiện trong phảng phất có tóc trắng tán lạc áo bào đen nam tử tiện tay quăng ra một cái đan dược nhàn nhạt nói mấy tháng này ngươi làm rất tốt viên đan dược này tên vị vạn máu thần hàn đan ở vực ngoại phẩm cấp đều không coi là thấp hơn nữa đối với thấp võ người không có bất kỳ tác dụng phụ đủ ngươi sách cảnh giới cao để cho ngươi trở thành cái này phiến mặt đất mạnh nhất tồn tại. Cô Lôn Hư và Hoa Hạ, đối với ta kế hoạch mà nói, vô cùng trọng yếu. Tiếp theo, ta có thể phải rời đi một hồi. Ngươi phải nghiêm túc lưu ý Hoa Hạ linh khí biến hóa, một khi xuất hiện ta trước và ngươi nói dấu hiệu, lập tức dùng ngọc phủ thông báo ta. Còn có một chút, giúp ta điều tra một chuyện, Hoa Hạ có một thánh vật, tên vị Luân Hồi Huyền Bi, đối với ta hữu dụng. Luân Hồi Huyền Bi đã tu luyện thành hình người, lấy một bé gái ngụy trang, Long Hồn và cô Lôn Hư một số người tựa hồ đang điều tra. Ta muốn ngươi trước bọn họ một bước đạt được vật này. Viên đạo phong diễn cảm cổ quái, một khối bia lại vậy sẽ tu luyện thành hình người. Bia cũng có linh. Bất quá nếu đối phương nói là thánh vật, tự nhiên giá trị văn hoa. Viên đạo phong con ngươi đông lại một cái, nghiêm túc nói, đại nhân yên tâm, cái này cái gọi là luân hồi huyền bi ta tất nhiên đem nó hiến tặng cho đại nhân ngài. Áo bào đen nam tử gật đầu một cái, sau lưng hư không biến dạng, xoay người, bất quá hắn tựa như nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, bên ngoài có mấy người vây hãm mấy tháng, không không lâu sau trước, lại có một người chui vào tới, phòng đoán muốn không được bao lâu liền sẽ tìm tới nơi này, ngươi uống đan dược kia tiếp liền đột phá, kết thúc sau đó, dứt khoát liền giải quyết đi. Viên đạo phong ý định giết người ngưng tụ. Ừ. Một khắc sau, Viên đạo phong nuốt vào đan dược, trực tiếp bắt đầu luyện hóa vậy ngập trời đan dược lực. Hắn khóe miệng phát họa một đạo nụ cười. Hắn biết bên ngoài có ai nhưng từ hôm nay trở đi, hắn chính là Hoa Hạ và Côn Lôn Hư Thiên. Chống đỡ võ đạo thiên. Vực ngoại, Tử Linh Điện. Đây là vực ngoại một người vô cùng hắn máu lạnh tàn khốc tổ chức, trong Tử Linh Điện người đều là vô tình động vật máu lạnh, mà giờ khác này, Huyền Cơ Nguyệt đặt chân Tử Linh Điện. Tử Linh Điện điện chủ tên là Thanh Vạn Kiếp, giờ phút này đang đứng ở Tử Linh Điện vùng lân cận ngọn núi cao nhất bên trên, cảm thụ gió lạnh gào thét, hắn mặt mũi nhưng là vô cùng ngương trọng. Bởi vì ở Thanh Vạn Kiếp đối diện, nhưng là uy chấn vực ngoại thượng giới nữ hoàng, Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt tự mình đi tới Tử Linh Điện, để cho Thanh Vạn Kiếp như lâm đại địch. Nữ hoàng, ngài đến ta Tử Linh Điện tới, là muốn làm cái gì? Thanh Vạn Kiếp ngưng mắt nhìn Huyền Cơ Nguyệt, ánh mắt lạnh lùng mở miệng hỏi nói. Hắn mặc dù thực lực xa xa không địch lại Huyền Cơ Nguyệt, nhưng Tử Linh Điện sau lưng có thiên nhân vực một vị trí cường giả bóng dáng, tự nhiên không sợ. Ngươi không cần lo lắng quá nhiều, ta cũng không phải là tới đối với ngươi xuất thủ. Huyền Cơ Nguyệt nhìn thấu Thanh Vạn Kiếp băn khoăn, trực tiếp làm mở miệng nói: Nàng tay trắng thon thon đi ra tìm tòi, chỉ điểm một chút hướng đỉnh núi cách đó không xa từ Linh Điện. Ta muốn cùng Từ Linh Điện hợp tác, đưa một kiểu đồ đến Từ Linh Điện bên trong trấn áp. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ta yêu cầu, vật này chính là tài sản của ngươi. À, nghe nói như vậy, Thanh Vạn Kiếp như là có chút kinh ngạc. Người nào không biết Huyền Cơ Nguyệt bá đạo phi phàm, bất kỳ đồ đến trong tay nàng, căn bản không có cầm khả năng ra ngoài, làm sao sẽ đưa đồ mình đâu? muốn đến huyền cơ nguyệt lần này yêu cầu nhất định rất phiền toái thanh vạn kiếp ánh mắt híp lại như là đang nghĩ biện pháp như thế nào cự tuyệt ngay tại lúc này huyền cơ nguyệt đã mở miệng nói ta muốn đưa cho người đồ chính là hai con người ác mộng một giọt huyết mạch sơ khai lời này vừa nói ra đang suy nghĩ như thế nào cự tuyệt thanh vạn kiếp nhưng là đột nhiên sững sốt ánh mắt đổi được nóng bỏng nhìn về phía huyền cơ nguyệt hai con người ác mộng huyết mạch sơ khai cộng ba giọt là thượng cổ luân hồi chi chủ bên người trí cường trước khi chết sở ngưng tụ ước chừng một giọt, đây đối với bất kỳ một tên võ giả đều có cực lớn sức hấp dẫn, một khi uống, liền sẽ có hai con người ác mộng một chút huyết mạch, tức tỉnh thần thông, thực lực đại tăng, cho dù là thanh vạn kiếp cảnh giới bực này cường giả vậy dùng được cho. Giờ phút này, thanh vạn kiếp ánh mắt chớp động nhìn Huyền Cơ Nguyệt, suy đoán Huyền Cơ Nguyệt rốt cuộc phải tự làm cái gì, lại liền loại bảo vật này đều nguyện ý lấy ra. Ta muốn ngươi làm đúng ngươi mà nói không hề phiền toái, cái này hai con người ác mộng huyết mạch sơ khai, muốn trấn áp tại ngươi tử linh điện phàm là có bất kỳ người xông vào tử linh điện đều phải giết chết không bị tội bọn họ thi thể và thần hồn ta tất cả đều muốn huyền cơ nguyệt trong mắt lóe lên lau một cái cùng bạo sát ý nhìn thanh vạn kiếp mở miệng nói ở huyền cơ nguyệt trong lòng như là đánh tính toán cái này giọt hai con người ác mộng huyết mạch sơ khai xa xa vượt qua trước khi hai giọt cũng chính là tiểu hoàng lấy được vậy hai giọt mà tiểu hoàng nếu là muốn hoàn toàn thức tỉnh trở thành hai con người ác mộng cái này giọt máu mạch sơ khai như là thế ở tất được căn bản không biện pháp buông tha đây chính là Huyền Cơ Nguyệt bày ra hiểm cảnh, hấp dẫn luân hồi chi chủ mạo hiểm liều chết vực sâu không nãy. Giờ phút này nghe được Huyền Cơ Nguyệt mà nói, Thanh Vạn Kiếp nhưng là chân mày nhíu lại, giết người đối với Tử Linh Điện mà nói, bất quá là một chuyện nhỏ không đáng kể. Huyền Cơ Nguyệt hành động này là muốn mượn hai con người ác mộng huyết mạch sơ khai tới dụ giết người khác. Mặc dù không biết Huyền Cơ Nguyệt muốn dụ giết người là ai, nhưng một giọt hai con người ác mộng huyết mạch sơ khai tới làm thủ lao, đã là mười phần đủ dùng, cho dù là giết ngàn người vạn người chỉ cần không phải khó giải quyết cường địch, cũng là hắn thanh vạn kiếp lời chắc không lỗ. Ta muốn biết, ngươi muốn đối phó ai? Thanh vạn kiếp trầm giọng hỏi, hắn muốn xác định huyết mạch này sơ khai không sẽ cho mình Chêu chọc tới không đắc tội nổi tồn tại. Yên tâm đi, là ngươi có thể tùy tiện giải quyết người. Huyền cơ nguyệt ánh mắt chớp động, nàng là nói thật, trước mắt chuyển thế luân hồi chi chủ còn ở ẩn núp. Nếu như bởi vì cái này giọt máu mạch sơ khai bại lộ, vậy hắn cảnh giới chỉ sợ cũng không cao, Thanh Vạn Kiếp cảnh giới trước mắt có thể ung dung ứng đối. Chỉ là luân hồi chi chủ thân phận, Huyền Cơ Nguyệt nhưng là cũng không tiết lộ cho Thanh Vạn Kiếp, bởi vì luân hồi chi chủ cảnh giới có thể không cao, thực lực yếu hơn. Nhưng thân là luân hồi chi chủ, thủ đoạn nhiều vô số kể, cho dù là Huyền Cơ Nguyệt đều cảm thấy nguy cơ, Thanh Vạn Kiếp ở không biết chuyện dưới tình huống, chỉ sợ cũng muốn té thê thảm. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng có âm mưu tính toán, giờ phút này nhưng là tay trắng lộn một cái, một khối ngọc phù xuất hiện ở trong tay của nàng. Ngọc phù này tản ra khoáng đạt cuồn cuộn hồng mông khí, còn có một chút Liền Thanh Vạn Kiếp cũng suy nghĩ không ra thần diệu sức mạnh to lớn. Thanh Vạn Kiếp cũng không biết, ngọc phù này trên dính thần diệu sức mạnh to lớn, nhưng thật ra là một chút luân hồi khí, chính là Huyền Cơ Nguyệt dùng để xác định luân hồi chi chủ phải chăng đi tới Tử Linh Điện bằng chứng. Mà Huyền Cơ Nguyệt đem quả ngọc phù này giao cho Thanh Vạn Kiếp, nếu như luân hồi chi chủ tới, Thanh Vạn Kiếp liền phải lập tức thông báo nàng, nàng sẽ lập tức chạy tới, nhưng lại sẽ không giúp giúp Thanh Vạn Kiếp đối phó luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt trong mắt sắc bén chớp động, nàng muốn xem Thanh Vạn Kiếp cùng Luân Hồi Chi chủ lưỡng bại câu thương, sau đó ở thời khắc mấu chốt ra tay. Một lần hành động giải quyết Luân Hồi Chi chủ cái này đại họa trong đầu, còn có thể thuận tay danh tránh ngôn thuận đem Thanh Vạn Kiếp lao đi. Đến lúc đó, chẳng những huyết mạch sơ khai trở lại trong tay, liên liên tử linh điện cũng đem bị thượng giới đạp phá, vô vết cướp đoạt. Nàng mặc dù hoàn toàn có năng lực xóa đi Thanh Vạn Kiếp, nhưng tử linh điện sau lưng thiên nhân vực vị kia tất nhiên khó giải quyết. Ngọc phù này giao cho ngươi, chỉ cần quả ngọc phù này lóe lên, ngươi phải lập tức thông báo ta." Huyền Cơ Nguyệt nhìn Thanh Vạn Kiếp, sắc mặt nghiêm nghị nói. Ngay sau đó, Huyền Cơ Nguyệt bàn tay lại lần nữa một phen, một giọt tản ra cuồn cuộn thái cổ hơi thở, hung uy khí thôn sơn hà vậy khoáng đạt huyết mạch sơ khai liền xuất hiện ở Huyền Cơ Nguyệt trong tay. Chỉ cần có thể dẫn động ngọc phù này lóe lên người xuất hiện, huyết mạch sơ khai chính là ngươi, giao dịch này không tệ chứ?" Thấy huyết mạch này sơ khai, Thanh Vạn Kiếp chỉ cảm thấy giật mình trong lòng, ánh mắt nóng bỏng trùng trùng gật đầu một cái. Rất tốt. Sau đó, Huyền Cơ Nguyệt liền cùng Thanh Vạn Kiếp đồng hành, tiến vào Tử Linh Điện bên trong, tự tay vận dụng cao nhất sức mạnh to lớn, ngưng tụ Chư Thiên Trận Pháp phù văn, hóa thành từng đạo khói sóng mênh mông thần văn xiềng xích, đem cái này giọt máu mạch sơ khai vây quanh cuốn quanh, gắt gao trấn áp tại Tử Linh Điện bên trong. Hợp tác vui vẻ. Huyền Cơ Nguyệt làm xong hết thảy các thứ này, xoay người nhìn về phía Thanh Vạn Kiếp, rừng rừng nói: "Hợp tác vui vẻ." thanh vạn kiếp tết miệng cười một tiếng bề ngoài nhìn một bộ bạn thân cực kỳ dáng vẻ chỉ là hắn nội tâm như là tràn đầy cảnh giác cùng huyền cơ nguyệt hợp tác bất quá là bảo hổ lột ra bọn họ tầng thứ này người không thể nào dễ dàng như vậy tín nhiệm người nào thanh vạn kiếp cũng giống như vậy sau đó huyền cơ nguyệt cùng thanh vạn kiếp đàm phán kết thúc lại lần nữa dặn dò thanh vạn kiếp ngọc phù lóe lên phải lập tức thông báo nàng liền trực tiếp thân hình chớp mắt biến mất không gặp nhìn huyền cơ nguyệt rời đi thanh vạn kiếp nụ cười trên mặt ngay tức thì biến mất hóa thành một phiến lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía bị thần văn xiềng xích chấn áp tại trong đại điện huyết mạch sơ khai hừ hợp tác vui vẻ huyết mạch này sơ khai ta muốn ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì ta cũng muốn tra rõ tất cả chỗ tốt ta tất cả đều muốn diệp thần đứng ở huyền thiên kiếm mộ phần bên tế đàn trên nhìn bao phủ kiếm của mình uy bình phong che chở trong mắt lóe lên lau một cái cảm kích huyền cơ nguyệt đã rời đi hồi lâu chắc là đúng là buông tha đối với mình tiếp tục dò xét hoàn toàn rời đi mà trong tế đàn mặc dù đã xác định nguyệt hồn ma nữ liền ở trong đó nhưng diệp thần thực lực trước mắt là vô luận như thế nào cũng không cách nào mở ra giờ phút này vậy chuẩn bị đi ra bình phong che chở rời đi mới vừa bước ra bình phong che chở diệp thần liền thấy hồng tử nhị tôn vô căn cứ xuất hiện ở trước mặt mình nụ cười ôn hòa đa tạ hai vị tiền bối xuất thủ tương trợ nhìn hồng tử nhị tôn diệp thần không chút do dự ôm quyền nói cảm ơn đối phương chẳng những cho biết mình nguyệt hồn ma nữ chỗ còn giúp giúp né tránh mình liền huyền cơ nguyệt truy xét đây là ân cứu mạng gặp diệp thần như vậy hồng tử nhị tôn như là không thèm để ý chút nào khoát khoát tay một cái nhấc tay không cần để ở trong lòng ngươi thằng nhóc này chúng ta hai ông anh rất là thích giúp ngươi một cái là phải hồng tôn ha ha cười một tiếng nghe vậy diệp thần cảm kích gật đầu một cái cùng hồng tôn nhị tôn nói chuyện phiếm chốc lát liền tỏ rõ đi ý diệp thần phải rời khỏi hồng tử nhị tôn sắc mặt như là trầm thấp xuống hắn hai người chúng ta ở nơi này trong năm tháng vô tận từ đầu đến cuối ở nơi này huyền thiên kiếm mộ phần bên trong bảo vệ một mực rất cô độc diệp thần cái này đặc biệt đứa nhỏ tới như là cho bọn họ mang tới một ít không giống như vậy hôm nay diệp thần phải rời khỏi hồng tử nhị tôn nhưng là có chút không thôi bất quá bọn họ cũng biết diệp thần thân phận chân thật diệp thần còn có càng chuyện trọng yếu phải làm bọn họ không thể nào đem diệp thần ở lại chỗ này ha ha nếu tiểu tử phải đi vậy thì đi thôi dù sao ngươi cùng chúng ta cuối cùng sẽ tạm biệt tử tôn giờ phút này dừng dưng một tiếng ánh mắt thâm thúy nhìn Diệp Thần mở miệng nói. Diệp Thần nghe được Tử Tôn lời nói bên trong thâm ý, có chút kinh ngạc nhìn về phía đối phương, bất quá nếu đối phương không có nói rõ, Diệp Thần cũng sẽ không truy hỏi, khẽ vuốt cảm. Giờ phút này, Hồng Tôn lớn giơ tay lên một cái, một mặt cùng Huyền Thiên kiếm mộ phần cổng vào giống nhau như đúc môn hộ xuất hiện, bất quá môn hộ này bên trên nhưng là không có Huyền Cơ Nguyệt bày phong ấn cấm chế. Nếu phải đi, liền đi nhanh đi, từ nơi này đi ra ngoài, ngươi sẽ trực tiếp xuất hiện ở Huyền Thiên kiếm mộ phần ngoài ngàn dặm, Huyền Cơ Nguyệt tất nhiên là không phát hiện được. Hồng Tôn vừa nói, nhưng là là Diệp Thần suy tính 10 phần chu toàn. Nghe vậy, Diệp Thần không khỏi lại lần nữa lộ ra vẻ cảm kích, trịnh trọng gật đầu nói cảm ơn, xoay người bước vào môn hộ, bóng người biến mất không gặp. Đến đây là hết rồi, mọi người hãy bấm like và đăng ký kênh để chờ đón tập tiếp theo nha.